Chương 21 Này sát thủ không quá lãnh 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Khả xem như, xuất viện Tống đồng thân cái lười thắt lưng, kết quả kéo xương sườn, IOO kêu to Nên Trình phong thưởng nàng một chữ, sau đó nhìn xem trợ thủ đắc lực đại bao vấn đề nhỏ, thật sự lười buông đến Lấy chìa khóa Hắn hướng tống đồng đỉnh đỉnh tà khố, ý bảo chìa khóa ở trong túi tống đồng đau ngoan, khóe mắt hồng hồng, a à miệng đi trong túi đào chìa khóa, chật hướng kia sờ đâu. trình phong né một chút, tống đồng mặt đằng liền đỏ. ba ba người thực thiên, thiên phú dị bẩm, lấy ra chìa khóa vừa lái môn, một bên miệng kiếm hòa dịu không khí. trình phong không rõ chân tướng hừ một tiếng. vào cửa đem bao nhất ném, trình phong đem bản thân ngã vào trong sofa điểm khởi yên đến. ta ta đi. Ta, trong nhà tao, tao tặc thôi. Tống Đồng Dương miệng nhìn chung quanh bốn phía, nhà này đã không thể dùng sàn bậy hình dung. Trình Phong trên mặt khó được xuất hiện điểm quẩn bách, khả lại bởi vì Tống Đồng câu kia, chúng ta, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Lão tử mẹ nó mỗi ngày hầu hạ ngươi, nào có công phu thu thập gia. Trình Phong mất tự nhiên nói. Ở chung thời gian dài quá về sau, Trình Phong người này một ít tật xấu liền dần dần hiện lên xuất ra, tỉ như hắn rất lười, đại nam tử chủ nghĩa bạo bằng, cho rằng làm việc nhà loại chuyện này, nào có lão gia nhóm làm. Phía trước hắn thuê trụ cho thuê ốc sở dĩ sạch sẽ, đó là bởi vì hắn chỉ tại kia nhất mẫu ba phần hoạt động, hơn nửa trụ thời gian còn thiếu, sở hữu tập tục xấu tệ đoan cũng chưa hiện lên xuất ra. Mà này gia, có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, không nghĩ tống đồng lần đầu tiên đến liền thấy bẩn loạn kém, trước tiên mướn bảo khiết thu thập quá. Trình phong người này kỳ thực rất tùy tính, quen thuộc sẽ phát hiện hắn căn bản không có trong tưởng tượng cao lãnh, chẳng qua không nhẫn nại, ba phút liền muốn phát giận. Chỉ cần nắm đúng người này mạch, kỳ thực thuận mau vẫn là thật dễ dàng. Tống đồng thở dài, trước đem hành lý mở ra, nhất kiện kiện chậm rãi thu thập đứng lên, trên người có thương tích, nàng chỉ có thể một chút can đem sở hữu sạch sẽ không sạch sẽ quần áo tất cả đều ném vào máy giặt, lại đem phòng khách bị ném loạn thất bát tao quần áo bẩn đều cầm tẩy, thừa lại một đống nội y khố, tống đồng khẽ cắn môi, bắt đầu động thủ tẩy. Trình Phong nghe được trong toilet ào ào thanh âm, nhưng cũng nửa ngày không ra, hắn tò mò thăm dò, nhìn đến tống đồng chính ôm một cái bản thân quần lót tại kia hự hự tẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, một bộ thật không tình nguyện bộ dáng. Thao, lão tử cho ngươi lau thân mình đều sát bao nhiêu trở về, cấp lão tử tẩy cái quần cộc vĩ khuất ngươi. Trình Phong oai ngậm cái yên, một mặt xem kịch vui biểu cảm. Tống đồng bên này xoay xoay máy giặt, bên kia xoa nội y khố, ngực đau có chút sử không lên kính nhi, được thông qua đi, tổng so không tẩy cường. Tống đồng một thân mồ hôi tẩy hoàng xuất ra, nhìn đến phòng khách nàng ngây ngẩn cả người, ăn qua phát phô hộp, lon bia, đầy đất tàn thuốc khói bụi đã bị thu thập rớt, Giờ phút này Trình Phong chính quyệt mông đủ sofa phía dưới một cái bẩn tất. Thắt lưng hẹp khố khoan, bương bướng cốt bởi vì động tác mang theo cơ bắp hơi hơi hở ra, xem rất có sức bật, quỳ ở nơi đó cùng chỉ vận sức chờ phát động báo đống thông thường, từ phía sau xem, thật mang cảm. Làm chút việc liền muốn tiền công. Trình Phong xem tống đồng một mặt mồ hôi bộ dáng, phỉ nhổ nói. Đậu đậu khói bụi ý bảo nàng xê một bên đi, sau đó bản thân triệt tay áo bắt đầu tha xuất viện khi đại phu nói, nàng đầu bị thương, cần tỉnh dưỡng, kỳ thực theo vào cửa đến bây giờ, nàng cũng liền tẩy sạch hai cái quần lót, tuy rằng không phải là mình. Tống đồng ngồi trên sofa cắn trình phong mua cho nàng thịt bò can, xem người kia ở trong phòng ngoài phòng chiếu cố sống, trong lòng cảm giác là lạ, nói không nên lời, vừa chua sót lại ấm. Ai ba ba, ngươi nói ta muốn, nếu bỗng nhiên, có thiên không, ở tại, một mình ngươi sao, làm sao bây giờ a? À? Tống Đồng không biết vì sao bỗng nhiên toát ra như vậy một câu. Trình Phong trên tay động tác dừng một chút, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi yêu có chết hay không? Tống Đồng biểu môi, ánh mắt nóng nóng. Trình Phong thu thập một buổi sáng, vừa ngủ lại đến điểm ngoại bán, chung cửa liền vang. Ngoại bán tiểu ca là tọa hỏa tiễn đến sao? Trình Phong hơi hơi nhíu mày đi mở cửa, đứng ở cửa một cái quen mặt nam nhân, là Trình Phong dưỡng mẫu bên người người kia nhìn đến người tới, Trình Phong phủi tay liền muốn đóng cửa, lại bị đối phương hoành một phen chống được. Tống đồng táp lưỡi, người này sức lực không nhỏ. Làm gì? Trình Phong sắc mặt không rất dễ nhìn, hiển nhiên không muốn gặp người này. Người nọ nói. Mẫu thân ngươi để cho ta tới. Không biết là không phải ảo giác. Luôn cảm thấy này nam nhân mỗi lần nói mẫu thân này từ thời điểm, đều cắn rất trọng. Ta biết bằng không ngươi mẹ nó nghĩ đến ngươi có thể đứng nói với ta. Trình phong chống khung cửa, ngữ khí không tốt. Khi nam nhân bị đổ một câu, ánh mắt đều có thể ăn thịt người. Mẫu thân ngươi làm cho ta nói cho ngươi, cho ngươi mang theo ngươi cái kia nữ nhi về nhà đi trụ. Không khí có khoảnh khắc như thế ngưng lại, trình phong trên mặt quải thượng băng ra, trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý đến, hắn liền như vậy xem nam nhân, ngữ khí nguy hiểm. Tạ đông bằng, chạy trở về đi nói cho nàng, ta cùng nàng thanh toán xong, về sau đừng đến nữa tìm ta. Vừa dứt lời, Trình Phong liền một phen xuất thượng môn. Ngươi! Tạ Đông Bằng chỉ còn kịp nói ra này tự, đã bị chụp đến ngoài cửa, phỏng chừng cái mũi đều phải khí sai lệch. Trình Phong xoay người, sắc mặt thối thối xem tống đồng, nói. Từ hôm nay trở đi, bất kể là ai, lấy gì danh nghĩa, cho dù là danh nghĩa của ta gọi ngươi đi, ngươi đều không cho tính nghe thấy được không tống đồng ngẩn ngơ nói nga đã biết trình phong biểu cảm có chút nôn nóng hắn do dự một lát nói ta mấy ngày nay muốn ra đi xem đi khi nào thì có thể trở về ta cũng không biết một chu đến một tháng trong lúc đó đi đoạn này thời kỳ ta cùng đi theo ngươi tống đồng xem hắn trình phong ninh mi hiển nhiên là không đồng ý Tống Đồng biết hắn là muốn làm gì, nàng tưởng thử một chút. Ngươi không thể mang, mang theo ta sao? Ta không, quấy rối. Tống Đồng tội nghiệp xem Trình Phong. Không được. Trình Phong nói có chút do dự. Tống Đồng cảm thấy bản thân ở đổ, đổ Trình Phong đối bản thân tín nhiệm. Nàng nhắm mắt theo đuôi tới gần thứ năm, nói chuyện đồng thời quan sát giả Trình Phong sắc mặt. Ta không đừng, đừng ý tứ, đã nghĩ nói cho ngươi, ta không, hội nói lung tung. Trình Phong nguyên bản liền nôn nóng bình tĩnh trên mặt dần dần dày đặc u ám, tống đồng trong mắt hắn nhìn đến mơ hồ sát ý, bị loại này như mảnh thú ưng câu bàn ánh mắt nhìn chằm chằm, tống đồng nổi lên một thân chip bông hãn. Ngươi chừng nào thì biết đến. Trình Phong thanh âm lộ ra thấu xương hàng ý, đó là tối dấu kính yếu ớt nhược điểm bị người phát hiện sau cảnh giác cùng muốn hủy thi diệt tích theo bản năng phản ứng. Kỳ thực hỏi xong hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, từ tống đồng trụ tiến nơi này đến, hắn chỉ cần thất quá một lần. Ngươi đi vào. Trình Phong cảnh giác hỏi. Tống đồng nhược nhược cực đầu. Trình Phong nheo lại mắt xem nàng, không biết đang nghĩ cái gì, cuối cùng nói câu. Thực mẹ nó mệnh đại. Cũng không biết là nói cho nàng nghe, vẫn là bản thân nghe, nhưng trong con ngươi kia cổ tàn nhẫn tiêu không ít. Hắn đứng lên đi đến thứ nằm cửa, đem tống đồng kéo ra điểm khoảng cách, chỉ vào trên đất nói. Khối này sàn là kim chúc, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này nắm tay nắm cửa, ngàn phục điện áp, lập tức cho ngươi hồ, ngươi nói với ta ngươi là thế nào đi vào. Tống đồng trong lòng lột bột một chút, nàng lần trước chính là thải nơi này sờ tay nắm cửa, nhưng chỉ là cảm giác được điện lưu, lại không nghĩ rằng là ngàn phục điện áp, mà nàng lại bình yên vô sự, khác thường tức là yêu, này nếu nhường trình phong đã biết, xác định vững chắc hoài nghi nàng. Đánh, quét dọn vệ sinh, có bao tay. Nàng đưa tay khoa tay múa chân một chút. Trình Phong có chút ngoài ý muốn, trong lòng cảm thấy này thằng nhóc là thật mệnh đại. Cách không được lần trước có người tiến vào hắn vậy mà không tỉnh, nếu cửa nguồn điện bị chuyển được, dự định thiết kế trên giường nguồn điện cũng sẽ đồng thời chuyển được, hắn sẽ bị mạnh mẽ tỉnh lại. Tuy rằng kia tư vị cùng tử quá một hồi không hai loại, nhưng là tổng so với bị người xa lạ gần người cường. Ngươi! Vì sao lại, hội ngủ. Mãi quá nhất khảm, Tống Đồng nháy mắt, tiếp tục thử Trình Phong dễ dàng tha thứ của nàng điểm mấu chốt. Trình Phong nghĩ nghĩ, nhíu mày lắc đầu. Không biết. Không biết. Này đáp án ra ngoài Tống Đồng đoán trước, nàng cho rằng Trình Phong sẽ làm nàng không nên hỏi đừng hỏi, ai thành tưởng tự nhiên là cái không biết. Tống Đồng. Kia, kia. Tự hồ là quyết định không giấu giếm. Trình Phong vậy mà thật sự một năm một mười nói ra. Ta sau khi thành niên liền bắt đầu gián đoạn tính hôn mê, mỗi lần thời gian không giống với, ta xem quá bác sĩ, cái gì đều tra không đi ra, ta bản thân cũng không có gì không thoải mái địa phương, làm này đó cũng là vì ở hôn mê khi tự mình bảo hộ. Ngươi không, không biết vì, cái gì hôn mê. Tống đồng khó có thể tin nhìn hắn. Không biết, hơn nữa cũng không có quy luật có thể tìm ra, chỉ biết là mỗi lần trước khi hôn mê hai ngày ta sẽ choáng váng khó chịu. Trình phong nói lời này thời điểm mày luôn luôn khóa chặt. Tống đồng có chút tâm mát nguyên bản cảm giác được một chút hy vọng ánh sáng liền như vậy phốc bổng chốc diệt. ngươi hôn mê lấy sao làm nằm mơ sao. Tống đồng dè dặt cẩn trọng hỏi. cái gì. Trình phong xem nàng chính là hôn mê thời điểm ngươi ở mộng trong mộng làm gì sao sao. Trình Phong bị nàng hỏi mặt danh kỳ diệu. Cái gì loạn thất bát tao, ta hôn mê, nào biết đi. Tống Đồng nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Trình Phong nói hai ngày về sau hắn liền muốn lâm vào hôn mê, một ngày cũng không kém. Tuy rằng nói với Tống Đồng việc này, nhưng chung Quy còn không phải trăm phần trăm tín nhiệm, thứ nằm theo bên trong thượng khóa, hơn nữa Trình Phong đề một ngày trước ở bên trong mân mê rất thời gian dài, phỏng chừng an toàn thi thố lại tăng mạnh biết không diễn tống đồng cũng lười lại đi cân nhắc chung quy bệnh độc so nàng muốn thông minh nhiều thể nghiệm cuộc sống không có khả năng tùy thân mang cơ yếu văn kiện chẳng qua người này thiết tống đồng không biết là bệnh độc cùng kia học được phẩm vị kém thật quả nhiên trình phong bên này nhất nằm võ bên kia liền cùng quỷ đuổi dường như quá tới báo tin đoạn võng bệnh độc xuất ra lắc lư tống đồng trở về nàng cái lười biếng nga liền không muốn nói nói tâm mệt. Tác giả có chuyện muốn nói. Chậm chậm, có việc trì hoãn, vừa mới mã hoàng liền phát ra, lỗi chính tả cái gì, ngày mai sửa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Này sát thủ không quá lạnh 22. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tống đồng đem phía trước trình phong thay bị thay thế quần áo tẩy hảo hông khô, thu hồi đến điệp hảo đưa đi phòng ngủ chính. Này phòng ngủ nàng chính là thô sơ giảng lược xem qua, này vẫn là lần đầu tiên đi vào đến tinh tế trí trí xem, nói thật, không ai cách tính cách đặc điểm một cái phòng, trừ bỏ thiết yếu gia cụ, dư thừa một điểm không có. Lãnh nạnh đường cong, hắc bạch bụi sắc điệu, thực một song nhân trên giường lớn, một cái gối đầu, nhất giường bị loạn đôi đến cùng nhau chăng, phỏng chừng thường lui tới trình phong cũng là như vậy hiên chăng chạy lấy người, buổi tối lại kéo qua đến trực tiếp cái. Trình phong tiếng thứ nằm phía trước giao đãi quá nàng, hắn không ở mấy ngày nay, nhưng tống đồng đi phòng ngủ chính ngủ giường, dù sao sofa không là dưỡng bệnh địa phương. Tống đồng đem điệp tốt quần áo nhét vào trong tủ quần áo, này tủ quần áo chiếm một mặt tường, nhưng Trình Phong thường mặc quần áo cũng chỉ chiếm một nửa không gian. Nhìn xem tủ quần áo một cái khác môn, tống đồng lôi kéo, khóa. Cao thấp đánh giá, ở môn hạ mặt thấy được một cái tiểu yếm khóa, không khóa, chính là yếm khóa lộ vẽ đánh không ra. Xem ra này quỷ môn trình phong là không thường khai, cũng vì phòng ngừa bản thân không chú ý thuận tay mở ra, mới bỏ thêm yếm khóa. Cùng cực một tiếng, yếm khóa bị nhẹ nhàng mở ra, tống đồng từ từ mở ra, bên trong ánh mặt trời theo dần dần khuếch đại khe hở chiếu sáng lên toàn bộ tủ quần áo, bên trong gì đó làm cho nàng hơi hơi kinh ngạc phản phất một cái tiểu nhân trưng bày quỷ, này nửa trong tủ quần áo mặc xiêm áo chậm rãi căn cứ chính xác thư cùng cúp huy chương. 20 vật lộn câu lạc bộ kim đai lưng thành phố ít tự do vật lộn kim thưởng cả nước tán đánh thi đấu tranh giải ngân bài này ba cái cúp bị đặt ở tối bắt mắt vị trí, tống đồng nhìn nhìn năm, không sai biệt lắm ở 10 năm trước. Thừa lại chính là một ít năm đó đồ dùng, quyền bộ, trang phục, đai lưng, còn có một chút lớn lớn nhỏ nhỏ thưởng cùng ảnh chụp. Chắc không được người này lợi hại như vậy, tống đồng liếu lưỡi. Rất trẻ trung trình phong, ở trên bục lĩnh thưởng cười ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt huyết cùng thanh xuân theo ảnh chụp mang theo nóng rực độ ấm đập vào mặt mà đến. Xuống chút nữa một tầng. Tống đồng nhăn nhíu mày, cô Linh Linh một tầng chỉ thả một phần hợp đồng, xác thực mà nói là một phần bán mình khế. Trình Phong cùng một nhà địa hạ câu lạc bộ ký sinh tử ước, 5 năm muốn đánh mãn 3.000 tràng quyền, trừ bỏ duy nhất chi trả, còn lại chia hoa hồng khác tính. Tối phía dưới có trình phong ký tên. Sinh tử khế. Tuy rằng Tống Đồng không hiểu này đó địa hạ hắc quyền thế nào đánh, nhưng nàng nhận được chữ, biết này hợp đồng một khi ký, vậy sinh tử bất luận, mặc cho số phận. Tiền đồ cực tốt vật lộn vận động viên, vì sao lại lưu lạc đến đi quyền? Vì tiền sao? Tống Đồng cầm lấy hợp đồng, phía dưới còn đè nặng một tờ giấy. Trình Phong duy nhất chi trả cấp chương yến thu 1.200 vạn nuôi nấng phí, từ đây đoạn tuyệt dưỡng mẫu tử quan hệ. Nguyên lai like kia nữ nhân kêu chương yến thu, Trình Phong quyền là vì này bút tiền sao? Bị bắt vẫn là tự nguyện. Là chương yến thu bắt buộc Trình Phong đi cho nàng kiếm tiền, vẫn là Trình Phong tình nguyện bán mạng cũng muốn cùng chương yến thu đoạn tuyệt dưỡng mẫu tử quan hệ. Này trong đó khẳng định có chuyện xưa, nhưng nàng biết, Trình Phong là sẽ không nói với nàng trách không được hắn sẽ cùng tạ đông bằng nói quan hệ thanh toán xong, khả đã đều đoạn tuyệt dưỡng mẫu tử quan hệ, khi chương yến thu vì sao còn có thể lại đến tìm trình phong. Tống đồng yên lặng quan áo quỷ. Nàng đem trình phong chăn điệp đứng lên, nghĩ nghĩ, tịch thu tiếng trong ngăn tủ, trực tiếp phóng tới giường bên kia. Buổi tối ngủ thời điểm, tống đồng cũng không có ôm bản thân chăn, mà là trực tiếp kéo qua trình phong chăn, chẩm của hắn gối đầu nàng có chút chột dạ đối với mở ra phòng ngủ môn nhìn nhìn đối diện cấm đoán thứ nằm môn, sau đó đem bản thân thật sâu vùi vào trong gối nằm. Trình phong người này lười là lười điểm, nhưng giới hạn cho làm gia vụ thượng, chính hắn hướng đến trang điểm sạch sẽ lợi chỉnh, giường trên gối đầu đều mang theo trình phong thường dùng nhàn nhạt dầu gội cùng sữa tắm hương vị. Tống đồng đỏ mặt cười cười, dùng chăn mông ở đầu. Trình phong cường điệu quá không nhường nàng xuất môn, cho nên nàng cũng liền thành thành thật thật ở nhà đợi nhưng trần tùng trước khi chết nói nhưng vẫn ở trong đầu nàng chuyển triệu bân đây là một cái cho tới bây giờ không có nghe đến quá tên vũ tỷ nhân vật tư liệu ngươi nơi đó có sao võ không quan hệ nhân vật tư liệu làm một ngàn hệ thống tệ một phần có liên quan nhân vật tắc vô pháp lộ ra khi triệu bân người này ngươi biết không thật có lỗi triệu bân tư liệu ta vô pháp cung cấp có thể là bởi vì không võng, võ vỏ giá trị trên diện rộng độ giảm xuống, nàng thành thật không ít. Quả nhiên, triệu bân người này cùng nhiệm vụ có rất đại quan hệ. Tống đồng lấy ra di động, ngón này cơ là Hồ Nguyệt Nga, bị không thôi một người lăn qua lộn lại hóa giải quá, không biết Trình Phong là nghĩ như thế nào, cứu trở về của nàng thời điểm, di động cũng nhất định tìm trở về. Ai vũ tỷ, người nói nếu bệnh độc muốn ở song song trong thế giới làm ác giết người, có phải không phải ai cũng trảo không được hắn? Tống đồng đùa nghịch di động hỏi. Võ tự hồ là nghĩ nghĩ, cách hơn 10 giây mới nói. Hẳn là đi, nó là toàn bộ hệ thống đại BUG, làm cái gì đều sẽ bị tự động tu chỉnh, cam đoan sẽ không tử vong. Tống đồng gật gật đầu, trách không được hồ nguyệt Nga án tử đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiến triển, hơn nửa lúc trước cảnh sát xếp ra thăm viếng thời điểm, trình phong tự xưng không biết con thỏ, khả sau này còn nói là con thỏ thân sinh phụ thân, hơn nữa là chuyên môn vì con thỏ trở về, vậy mà không ai phát hiện phương diện này mâu thuẫn. Còn có chính là Trần Tùng Tử, rõ ràng nhân là bị trình phong nhất thương băng, nhưng là đến bây giờ người này lại như trước không đếm xỉ đến. May Trình Phong không là cái tội ác tày trời nhân. Trình Phong không là ác nhân sao? Tống đồng tưởng, Trình Phong giết qua nhân, nàng vì sao lại cho rằng Trình Phong không là ác nhân đâu? tìm kiếm điện thoại, theo Hồ Nguyệt Nga thông tin lục lý tìm được một người tên là Thi Di tên. Này Thi Di cũng không phải tên thật, là Hồ Nguyệt Nga lớp học tiểu thư muội lúc trước Hồ Nguyệt Nga đã chết về sau, trừ bỏ Lily, duy thứ hai xem qua của nàng nhân. Nhưng Lily tiền xe tại kia bãi, tống đồng không dám lại mạo hiểm. Điện thoại vang rất thời gian dài mới bị chuyển được, bên kia thanh âm dè dặt cẩn trọng, tự hồ phi thường sợ hãi. Thi Di tỷ 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 ta là con thỏ." Tống Đồng nghe được thi di rõ ràng xả hơi thanh. "Nga, là con thỏ a, cái chui này ta dọa." Của nàng thanh âm cùng tên giống nhau, tinh tế mềm yếu. Tống Đồng không tiếng động hé miệng cười cười. "Tìm ta có việc sao?" Nàng cũng không biết Lily li Tử Cùng này tiểu nha đầu có nhậm quan hệ như thế nào. "Tỷ tỷ, ta nghĩ đánh, nghe cá nhân." "Ai?" Triệu Bân ngươi nhận thức sao? Hắn A, à, ngươi tìm hắn làm chi? Nghe khẩu khí thi di biết người này. Mẹ nói hắn, hắn kiếm ta, gia tiền. Đây là lại lạng lại khuôn sáo cũ lại có hữu dụng lý do. Nợ tiền. Thi Di nở nụ cười hai tiếng, nói. Vậy ngươi cần phải không đến, người này năm trước sẽ chết, mẹ ngươi biết đến. Tử, đã chết. Tống đồng sửng sốt. Đúng vậy, nói là ngộ độc thức ăn, ai biết được, dù sao người này không làm gì giọt, gạt người lừa cảm tình, mẹ ngươi lúc trước không thiếu hướng trên người hắn đáp. Thi Di lại cào nhào dường như liên miên lại nhảy nói không ít, nói này triệu bân trương là đẹp mắt, tiểu bạch kiểm một cái, nói năng ngọt xớt, mỗi ngày không có việc gì phải dựa vào nữ nhân tới dưỡng, còn còn có nữ nhân ăn hắn cái trò này, Hồ Nguyệt Nga chính là một trong số đó. Tống Đồng Chi nhất Hắn không thôi nhất, một cái nữ, nữ. Một nữ nhân câu nào hắn hoa. Thi Di nói có chút ghét bỏ. Cũng chính là mẹ ngươi như vậy, gốc hồ hồ bị hắn lừa, còn cấp lại. Khi ngươi có biết Trần, Trần Tùng sao? Tống Đồng hỏi. Trần Tùng. Không biết a, à, thế nào, người này cũng kiếm mẹ ngươi tiền. Con thỏ a, à, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm, nếu thiếu tiền, tỷ tỷ trước hết cho ngươi mượn điểm, mẹ ngươi trên người sổ nợ rối mù bài xã không rõ, ngươi như vậy một đám tìm là vô dụng, huống hồ ngươi mới bao lớn điểm nhi a. Tống đồng xin miễn thi di phải giúp của nàng hảo ý, nàng không nghĩ lại liên lụy một cái vô tội người tiến vào. Vô tội sao? Ít nhất Lily không là hoàn toàn vô tội, Trần Tùng nói qua, không có Lily, hắn sẽ không theo Hồ Nguyệt Nga nhận thức, nhưng Lily trước mặt nàng lại nói không biết Hồ Nguyệt Nga bàn thượng kim chủ, này trong đó khẳng định có vấn đề. Lúc này đây Trình Phong ngủ 6 ngày, võ bên này nói cho nàng bệnh độc lại đổ vài cái hệ thống lỗ hổng, thậm chí có mấy cái song song thế giới, liền ngay cả hệ thống giả đều không thể tiến vào, trở thành trống rỗng khu. Hơn nữa vào dịp này, bệnh độc tự hồ đi tìm về con thỏ đứa nhỏ này số liệu, nhưng bởi vì chủ hệ thống cố ý bảo hộ, hắn không tìm được, bất quá cũng không dây dưa, tự hồ cũng chính là vùng mà qua. Võ làm cho nàng mau chóng ở song song thế giới tìm được bệnh độc hóa thân một khi có thể vây khốn này hóa thân, hệ thống liền có biện pháp tiêu diệt hắn, ngàn vạn không thể để cho nó tiến vào trống rỗng khu, nơi đó đã triệt để thành nó địa bàn, ở bên kia, không ai cùng nề hà nó. Tống Đồng chỉ nói đã biết. Trình Phong tỉnh lại thời gian ở buổi tối, lúc đó Tống Đồng chính bọc nhân gia đại chăn vù vù ngủ nhiều, nước miếng chảy nhất gối đầu. Hắn ghét bỏ nhăn nhíu mày, nhưng tinh thần thật sự mệt mỏi, cũng lười so đo, quần áo cũng không thoát, liền như vậy hoàn chỉnh chui vào ổ chăn. Tống đồng buổi tối làm giấc mộng, mộng bản thân ngủ ở đại giả lý cổ phía dưới chậm một khối đại tảng đá, thân bình thường cũng đè nặng một khối, trầm nàng thở hỗn hển. Bị nghẹn tỉnh người nào đó phát hiện trong phòng mở ra điều hòa, độ ấm rất thấp, trên người nàng trần truồng, chăng đã sớm bị bên người này con hùng cuốn chạy. Nàng chậm hùng cánh tay, cứng rắn thẳng các đầu, đại hùng chân còn khóa ở trên người nàng, trầm đòi mạng nhưng tống đồng không lên tiếng liền như vậy trợn mắt xem đang ngủ say trình phong nàng khinh thủ khinh cước đứng lên mặc xong quần áo đi ra ngoài phản thủ đóng cửa lại tống đồng biết trình phong hôm nay hội ngủ một ngày cho nên bản thân được thông qua ăn một ngụm liền bắt đầu thu thập da này da hiện thời bị nàng quan tâm gọn gàng ngăn nắp vô luận kia gian phòng ở đều có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt thơm ngát đó là bởi vì sạch sẽ mà mang xuất ra vải dệt hương vị nhìn đến rộng mở thứ nằm môn, Tống Đồng nở nụ cười, tuy rằng chưa nói tới trăm phần trăm, nhưng Trình Phong tín nhiệm nàng. Tỉ Mỹ đem thứ nằm đều thu thập một lần, bởi vì rất ít khi dùng, cho nên thứ nằm trên giường nhục cái gì cho tới bây giờ không đổi quá, sờ lên phím hơi ẩm, Tống Đồng tất cả đều tháo giặt xuống dưới, hơn nữa thừa dịp thời tiết hảo, chăn đệm giường đều lấy đến trên ban công đi phơi nàng thích bông vải bị thái dương phơi quá về sau kia nhẹ nhàng khoan khoái vị cùng bồng nhuyễn xúc cảm, nàng cảm thấy thì phải là thái dương hương vị. Tuy rằng không thể nói rõ đến, nhưng Tống Đồng hôm nay một ngày việc làm có tư có vị, trong lòng chính là cao hứng, khóe miệng cũng khống chế không được hơi hơi dương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Này sát thủ không quá lãnh 23 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trình phong bán mộng bán tỉnh gian nghe thấy được nhàn nhạt mùi chính là cái loại này thật việc nhà đồ ăn hương vị nhưng làm cho người ta cảm giác được nồng đậm yên hỏa khí thật an tâm và đối với hắn mà nói tự hồ không có gì khái niệm chỉ biết có có chuyện như vậy nhưng lại không biết là cái gì cảm giác cho đến khi não triều đêm này thằng nhóc con kéo về đến ra sao hắn nằm ở trên giường một ngơ ngác tưởng thật sự không nghĩ ra được hắn trình phong nếu thành cái gia hội là cái dạng gì tìm một giống thằng nhóc như vậy hiền lành nàng dâu tái sinh cái giống thằng nhóc như vậy ngoan khuê nữ hiền lành nhu thuận kỳ thực đứa trẻ này nhi rất tốt tuy rằng đối mẹ nàng thái độ ba phải sao cũng được kia cũng là hồ nguyệt nga đối nàng không tốt đối với đối bản thân người tốt đứa nhỏ này kỳ thực rất nhân nghĩa xem cái gì đều không quan tâm lãnh huyết không tình thân nhưng ở Trình Phong trong mắt lại đáng yêu không được, biết ánh mắt, đối hắn tỳ khí. Khả trên đời này liền như vậy nhất con thỏ, đáng tiếc, không là của hắn loại. Trình Phong phiên cái thân, hắn ngửi được trên gối đầu xa lạ hương vị, nhưng này hương vị lại làm cho hắn thư thái, kỳ thực trong nhà nhiều như vậy cái lúc ẩn lúc hiện bóng dáng, rất kiên định. Phá lệ ở trên giường lại có thể có nửa giờ, Trình Phong ngủ xương cốt đều là tô. Tỉnh lại phòng ngủ môn đẩy khai, dĩ tiêm mổ con thỏ liền theo trong phòng bếp bật ra, trên mặt đôi câu nhân cười. Trình phong nhịn không được khơi màu khóe miệng, lâu ngủ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Làm cái gì đâu? Tống đồng chỉ vào trải qua đôn nói. Cà chua đôn, ức bò. Lại phủi đi trên kệ bếp các loại nguyên liệu nấu ăn. Những đậu đũa, hương tiên ngẫu bánh. Nói xong nàng lại từ một bên tiểu chỏ lý mang sang cái nóng hầm hập chén nhỏ trước, trước điếm khẩu, mấy ngày, chưa ăn cơm. Trong chén là hoàng chanh chanh trứng gà canh, theo tống đồng động tác còn tại run run rẩy rẩy hoảng, mặt trên điểm vài giọt nước tương, còn chuế một điểm hành hoa, xem rất có thèm ăn. Trình Phong bưng trứng gà canh ngồi ở bữa trên đài nhất trước trước mút, mặt hướng phòng bếp xem tống đồng ở bên trong bận việc. Tiểu hài nhi giống như dài cái, vừa tới thời điểm rửa chén xem đều vất vả. Ngươi ngón này nghệ với ai học? Trình Phong thuận miệng hỏi. Ta ca. Cá nhân ở, ở nhà không, nhân quản liền, liền cùng trên mạng, học. Tống đồng đầu óc đều ở đồ ăn thượng, kém chút nói lỡ miệng. Thế nào học, nàng ca, có như vậy cái người làm biến ca ca, nàng không làm cơm, huynh muội lưỡng đều thủ nhất túi bạch diện đói chết. Ban đầu ở cô nhi viện quản ăn quản trụ, cung nàng ca thượng hoàng chính năm giáo dục bắt buộc về sau liền song song bị đá xuất ra, lý do là trưởng thành, có thể nuôi sống bản thân. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tính cái rắm trưởng thành, huống hồ còn mang theo một cái con riêng. Vào lúc ấy Tống Bân xem như vận khí không sai, hắn thành tích hảo, sơ trung chủ nhiệm lớp nhìn hắn đáng thương, liền giúp đỡ hắn thượng trung học. Nhưng đến trường vô dụng, hắn dưỡng muội muội, cho nên đến trường rất nhiều liền liều mạng làm công kiếm tiền, làm cho học tập thành tích xuống dốc không phanh giúp đỡ của hắn chủ nhiệm lớp thất vọng đến cực điểm, cuối cùng cắn răng cung hoàng hắn trung học về sau liền không giải quyết được gì. Mà bị cho rằng gói đồ nhất tịnh bị đuổi ra cô nhi viện tống đồng, theo rời đi cô nhi viện ngày đó bắt đầu đã bắt nổi lên nồi sạn, so hiện tại con thỏ không biết nhỏ hơn bao nhiêu. Tuy rằng ca ca không cơ hội đi vào đại học giáo môn, nhưng hắn lại đem muội muội tặng đi vào, tống đồng thật cho nàng ca không chịu thua kém, học đại học, khảo nghiên, bị truyền tống tiếng này địa phương quỷ quái phía trước nàng thậm chí đã tìm tốt lắm đạo sư thuận lợi thi được tiến sĩ nàng muốn cho nàng ca tranh khẩu khí viên nàng ca đến trường mộng quy thằng nhóc nói với ngươi đâu a à, tống đồng thất thần lão tử mẹ nó nói với ngươi ngươi hạt cân nhắc cái gì đâu trình phong thở phì phì tưởng vẻ mặt ôn hòa cùng tiểu hài nhi tán gẫu hai câu kết quả vừa tán gẫu hoàng một câu người này bước đi thần nghĩ cái gì đâu, hồ nguyệt nga, vẫn là muốn đi tìm nàng thân cha, quỷ biết nàng thân cha ở đâu, cái mộ phần đâu, nói, 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 tống đồng tâm miệng, trình phong không nín được vui vẻ một tiếng, đối với này nhỏ bé thật sự là, xin không đứng dậy khí a, hắn đứng lên đem không bác ném vào rửa chén trì, bàn tay to hô ở đối phương tiểu tế trên cổ nhu nhu, nói, chỉ cần cấp lão tử làm tốt cơm thu thập xong da lão tử nuôi ngươi tống đồng trên tay động tác dừng một chút sau lưng nổi da gà vù vù mạo lỗ tai hồng hồng trương nửa ngày miệng lại không nói gì xuất ra cuối cùng nàng chỉ có thể ngưỡng cổ xem hắn cười hàng năm không thấy ánh mặt trời làn da trắng nõn trong sáng mặt mày cong cong rất xinh đẹp một khắc kia trình phong chợt thấy ngực một trận ấm áp có lẽ là trình phong lớn nhất bí mật chia sẻ cho tống đồng từ hắn tỉnh lại về sau, hai người trong lúc đó ở chung tựu ít đi một ít xa cách cùng khách khí, tuy rằng Tống Đồng như trước miệng kiếm yêu treo chọc hắn, nhưng hiện nay trong lời ngoài lời đều lộ ra sợi thân thiết, có đôi khi còn làm cho hắn có chút không chống đỡ nổi. Ba ba, muốn hay không ta đề, nhắc nhở một chút, người này đáng yêu, xinh đẹp bảo, bảo bối khuê, nữ hôm nay, phúc ra. Tống Đồng dẫn theo đem thái đao đứng ở trù cửa phòng. Trình Phong ngậm yên, đem di động áp chế đến tam tất, lộ ra ánh mắt khiết nàng. Nhất lấp bắp từ đâu đến nhiều như vậy từ nhi, còn có ngươi lại lấy cái đao đối với ta, tin hay không lão tử đoá ngươi. Đoá, đoá ta ngươi trễ, thượng ăn sinh, đi, kia ngư còn, còn sống đâu. Tống đồng thị uy tín quơ quơ trong tay thái đao. Thao, còn chế không xong ngươi. Trình Phong suy cười một tiếng, nâng lên di động tiếp tục chơi trò chơi. Nửa phút tả hữu, trước mặt đổ cái đông nghìn nghiệp bóng dáng. Trình Phong đẩu đẩu khói bụi, vén lên mí mắt. Tống Đồng ném đao đứng ở trước mặt hắn, chỉ vào bản thân đầu, lên án. Ta muốn, muốn hay không, khống cáo ngươi ngược, đại tử nữ. Trình Phong đưa tay kháp kháp nàng cầm, hỏi lại. Là thân khuê nữ sao? Tống Đồng bị bắt áp chế đầu, không phục nói. Có phải không phải, ngươi già đi lấy, về sau cũng, trông cậy vào ta uy hiếp ta a à. trình phong cầm yên nở nụ cười khóe mắt quải ra ủ rũ hư văn lộ tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi theo cửa sổ văn ra cho ngươi tự sinh tự diệt hiện tại a à. tống đồng cũng cười khiếp mắt giác cùng một cái bị sờ cổ đại miêu giống nhau đem cầm đều áp tiếng trình phong bàn tay bên trong nói Khi nay thiên thúy thúy gia ngư nàng chao chao mày ta còn chuẩn bị can nồi trứng cá ngư phao. Tống Đồng một mặt, có loại ngươi đem ta văng ra a, à, đáng đánh đòn đức hạnh. Cắn người miệng mềm a. À. Trình Phong trong lòng bàn tay là Tống Đồng trơn miệng mềm mại cầm, hắn rất có xúc động tưởng tinh tế xoa bóp xoa xoa, xem kia cực nhã bộ dáng, cuối cùng bàn tay xẹt qua cầm, ở trên mặt nàng vỗ nhẹ nhẹ, cười mắng một câu. Đồ ranh con, cút đi làm cơm đi. Tống Đồng hì hì cười chạy. Trình Phong vuốt ve ngón tay cảm giác hắn này tháo thủ tự hồ cũng nộn vài phần. Ăn cơm Trình Phong mang Tống Đồng đi bệnh viện Phúc Tra, có lẽ là nàng kia căng thô to nghịch thiên bàn tay vàng duyên cớ, liền ngay cả đại phu đều nói đứa nhỏ này khôi phục năng lực thật kinh người, không đến một tháng, Tống Đồng cơ bản xem như bình phục, miệng vết thương khép lại tốc độ đều nhanh hơn người khác. Hủy đi băng gạt, Tống Đồng sờ sờ trên ngực kia đạo thiển sắc vết sẹo, phỏng chừng đầu phía sau cũng không sai biệt lắm là như vậy. Ba, ba mang ta đi tiễn, cái tóc đi, thật sự chịu, chịu không nổi. Tống đồng tọa ở trong xe lay tóc, sau đầu thật sự cùng cậu cắn giống nhau, một mảnh trọc. Liền ngươi lắm chuyện. Trình Phong hừ lạnh một tiếng, phát động xe hoạt nhập dòng xe trung. Tiểu Mỹ nữ muốn tiễn cái gì kiểu tóc? Thợ cắt tóc lắc mông vây quanh tống đồng vòng vo hai vòng. Không đợi tống đồng nói chuyện, Trình Phong chỉ vào nàng cái óc, nói. Thấy này hố sao? chiếu này xem làm. Thợ cắt tóc. Trình Phong ngồi ở cách nàng khá xa khả hút thuốc khu, ngậm yên nhàm chán vô nghĩa tùy tay phiên tạp chí giết thời gian. Tống Đồng tùy ý thở cắt tóc đồ nghịch tóc, cùng cực nhàm chán, nàng cũng thuận tay cầm không biết ai ném ở bên cạnh báo chí xem. Đây là ai xem qua tùy tay phóng kia, thông thường cửa hiệu làm tóc chuẩn bị đều là thời thượng kiểu tóc tạp chí. Tống Đồng tùy tay mở ra mỗi một trang xem, tình hình chính trị đương thời dân sinh, giải trí, kinh tế. Nàng ánh mắt dừng lại, kinh tế bản đầu đề ảnh chụp hấp dẫn của nàng lực chú ý, người này tống đồng phỏng chừng nàng đời này đều sẽ không quên, nhất là kia khỏa huyết hô lạp đầu. Trần Tùng áo mũ chỉnh tề một trương đang nhân chiếu, xem tác phong nhanh nhẹn, tao nhã, nhưng phối hợp văn tự lại làm cho người ta không rét mà run. Tống Đồng dương mắt hướng trình phong phương hướng lường một chút, có lẽ này trong đó có người trợ giúp Trần Tùng này án tử thủ chứng thời gian rất ngắn, trước sau không đến một tháng cũng đã lập án tuyên án. Tế tình Tống Đồng không biết, trên báo cũng đều là sơ lược, chỉ nói hoặc nhân cảm tình khúc mắt, Trần Tùng mua, hung, sát, nhân chứng theo vô cùng xác thực, lại nhân cùng sát thủ ít lợi khúc mắt làm cho bị giết. Phương diện này có một cái khiến cho Tống Đồng chú ý. Bởi vì Phó Tổng Trần Tùng một chuyện làm cho tập đoàn công ty cổ phần rung chuyển hạ ngã, tổng giám đốc Trương Yến thu mạnh mẽ vang dội, ngăn cơn sóng dữ. Tống đồng chậm rãi khép lại báo chí thả lại tại chỗ, nhắm mắt lại chờ cắt tóc xong. Tóc bị tiễn đến rất ngắn, cùng cái giả tiểu tử dường như, lúc này xem đầu càng nhỏ, bất quá cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái. Làm tống đồng đứng ở trình phong trước mặt thời điểm, đối phương oai cổ đều phải đang ngủ. Tiễn cái đầu này nét mực. Trình phong nhướng mắt ra, lại trà sát trà sát mặt, đối với tống đồng tân kiểu tóc không có bất kỳ tỏ thái độ tống đồng có chút thất vọng trừ khục khịch đi theo đối phương môn phía sau đi ra cửa hiệu làm tóc lên xe sau trình phong bỗng nhiên ôm lấy của nàng đầu làm cho nàng quay đầu xem nàng cái ót chật được thông qua đi lại thật dài điểm thì tốt rồi cái óc kia khổ người phát thế quá ngắn trừ phi nàng tính toán xuất gia bằng không con này phát khẳng định tìm bất bình tống đồng nở nụ cười lay lay tóc hỏi được không được xem trình phong xoa bóp một chút tóc của nàng khóe mắt mang cười cái chui này ngươi trang điểm vốn liền liền xinh đẹp thiên tiên tống đồng viết miệng hừ hừ thao hết mũi lên mặt trình phong dùng cái mũi hừ cười sau đó phát động xe về nhà tống đồng quay đầu có thể theo phó điều khiển trong cửa sổ xe nhìn đến trình phong mặt bên cầm đường công sạch sẽ lưu loát khóe miệng còn lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, ánh mắt chuyên chú xem tiền phương, rất tuấn tú. Tác giả có chuyện muốn nói. Xin lỗi cục cưng nhóm, đoạn càng, thứ ba bắt đầu phát sốt khó chịu, ở nhà rất ba ngày không chịu đựng, đến bệnh viện kiểm tra là viêm phổi, hiện tại ở nằm viện, phỏng chừng muốn trụ một tuần rồi, này hai ngày khả năng đổi mới không quá ổn định, ta sẽ tận lực bớt chút thời gian viết, sẽ không thời gian dài đoạn càng, kém cỏi nhất cũng sẽ hôm sau càng, Tiểu thiên sứ nhóm thứ lỗi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Này sát thủ không quá lãnh 24. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai người lái xe về nhà, đi ngang qua siêu thị còn đi vào mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Mỗi vị đại gia gần nhất khẩu vị bị dưỡng điêu, chỉ cần tống đồng thủ không đoạn, hắn liền kiên trì muốn ở nhà ăn cơm ăn thịt người vẫn là miệng đoạn, ít nhất lên lầu thời điểm tống đồng hai tay trống trơn gói to tất cả đều trong tay trình phong dẫn theo nhân liền là như thế này nếu một người hàng năm đánh ngươi ngược đãi ngươi bỗng nhiên có một ngày người này đối với ngươi nở nụ cười ngươi liền sẽ cảm thấy qua wow. rất hạnh phúc tống đồng giờ phút này còn có loại này tiện tiện thỏa mãn cảm ba ba ngươi không không tìm cái công tác sao tại đây như vậy đi xuống hội sẽ không uống tây gió bắt tống đồng đi theo hắn mông phía sau xem đối phương quần theo đi mà banh ra đường cong trắng chắc rất kiều gợi cảm ngươi không phải nói cấp cho ta dưỡng lão sao trình phong đầu cũng không hồi nói chật ba ba ngươi chín năm khinh lực tráng nơi nào già đi này vỗ mông ngựa trình phong tà khiết nàng liếc mắt một cái yên tâm đi đói bất tử ngươi Tống Đồng dè dặt cẩn trọng hỏi. Kia! Vậy ngươi tiền kia, đến. Ngươi cho là ta tiền từ đâu đến? Trình Phong Trang giống như thuận miệng nói. Tống Đồng châm trước vài giây, thử thăm dò nói. Đánh quyền. Trình Phong bước chân lập tức dừng lại, nhưng không có quay đầu. Tống Đồng trái tim bang bang thẳng khiêu, luôn cảm thấy người này khí tràn bỗng nhiên bỗng chốc đè lại, đông nghìn nghiệp thở hỗn hển cách một lát lại nghe đến Trình Phong nói. Ngươi lại tới làm gì? Tống đồng buồn bực, nghiêng đầu xem, chính nhìn đến bị Trình Phong ngăn trở tầm mắt tạ đông bằng, đối phương sắc mặt cũng không dễ nhìn, tự hồ cũng không đồng ý đến, nhìn nhau chán ghét. Tạ đông bằng thay đổi tầm mắt nhìn đến trốn sau lưng Trình Phong tống đồng. Mẹ ngươi là thật tâm tưởng cho các ngươi trở về trụ, nàng không khác ý tứ. Không khác ý tứ liền đừng đến nữa phiền ta. Trình Phong bỗng nhiên đưa tay giữ chặt tống đồng cánh tay túng nàng một đường phóng qua tạ đông bằng hướng cửa. Mới vừa cùng đối phương gặp thoáng qua, tống đồng bỗng nhiên cảm giác được bả vai căng thẳng, bên kia bị tạ đông bằng nắm vào trong tay, sức lực rất lớn, miết nàng có chút đau. Tống đồng bản năng. Ai? Một tiếng, lập tức bị đau thẳng nhíu mày. Buông ra nàng. Trong không khí ngưng kết ra nguy hiểm ly tử, trình phong thanh âm nháy mắt hàng bát độ, theo bên tai xẹt qua khi đều mang theo băng tra tử sắc bén đau đớn tạ đông bằng không nhúc nhích, cầm tống đồng bả vai nói. Trình Phong, chương nữ sĩ mấy tuổi lớn, muốn toàn gia đoàn tụ, nếu ngươi thật sự không đồng ý trở về, kia cũng tốt ngạc nhường bên người nàng lưu một đứa trẻ quan tâm, coi như là cái niệm tưởng. Tống đồng trong lòng lột bột một chút, lập tức quay đầu nhìn Trình Phong. Buông tay. Trình Phong liền nhìn chầm chầm tạ đông bằng, Đơn giản hai chữ lại lộ ra vận sức chờ phát động vị, tống đồng cho tới bây giờ chưa thấy qua trình phong như vậy, hiển nhiên người nọ là thực phát hỏa. Tại đông bằng mắt biết tai ngơ, trên tay bỏ thêm vài phần lực đạo, tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo. Chương nữ sĩ nói, nàng nguyện ý bỏ vốn cho ngươi khai một nhà lớn nhất câu lạc bộ, ngươi là nguyện ý mở ra ngoạn nhi vẫn là làm trận đấu, nàng đều có thể giúp ngươi. Tống đồng miếm miếng môi, kiếp nhanh nắm chặt trình phong vạt áo. Ta nói, ngươi mẹ nó buông tay. Trình Phong không chấp nhận được một câu nói nói tam lần, vừa dứt lời, hắn một phen lao khởi tống đồng, bay lên một cước đặng hướng tạ đông bằng cánh tay, tạ đông bằng trốn tránh không kịp bị thực sự đá đến trên bờ vai, kiềm chế tống đồng thủ nháy mắt tùng thoát. Tạ đông bằng vẫy vẫy cánh tay, mắt mạo hung quang, có lẽ đã sớm nghẹn đánh nhau, hắn không nói hai lời liền vọt đi lên. Tống đồng bị Trình Phong phao đến một bên, lão đảo hai hạ, phía sau lưng đụng ở tại trên tường, sinh đau. Nàng xem Trình Phong cùng tạ đông bằng xoay đánh ở cùng nhau, Trình Phong xuống tay tàn nhẫn, từng bước sinh phong, từng quyền đến thịt, mỗi tạp một chút đều là sử xuất toàn lực, buông một quyền trí mạng đi. Mà tạ đông bằng thân thủ linh hoạt, chiêu thức nham hiểm, chuyên đào Trình Phong thịt nộn nguyễn chỗ, cổ, nách hạ, bụng, hạ ba đường, tất cả đều là bất nhập lưu thủ đoạn. Hai người phản phất sớm có thù cũ, ở chật hẹp trong hành lang, sững sờ là đánh hổ gầm ưng khóc, nang xá khó phân. Tốt xấu là đánh quá 3.000 tràng đoạt mệnh hắc quyền nhân, luận thực chiến năng lực, tạ đông bằng chung quy không phải là đối thủ. Trình Phong quay người chế trụ tạ đông bằng hai tay, đầu gối đỉnh ở hắn xương sống thượng dùng sức lôi kéo, tạ đông bằng thống khổ thanh âm theo khóe miệng tràn ra, nhưng lại số chết nuốt trở vào. Hắn tự hồ cũng là sợ bị người phát hiện. Trình Phong chút không sợ bẻ gãy đối phương cánh tay, hắn cúi người, gằn từng tiếng nói. Trở về nói cho Trương Yến Thu, dám chạm vào con thỏ một sợi lông, cẩn thận ta tha nàng cùng nhau xuống địa ngục. Trương nữ sĩ gì đó? Tạ Đông Bằng từ chưa từ bỏ ý định hỏi, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều chưa nói xong, đã bị Trình Phong răng rắc một tiếng đem cánh tay tá, ta, đổi lấy một tiếng trên. Đi nói với nàng, ta chỉ nghĩ tới an ổn ngày, đừng ép ta. Trình Phong nói xong, buông lỏng ra tại Đông Bằng. Tại Đông Bằng đi thật chật vật, một thân thương, trên mặt càng là ngũ thải ban lan, cánh tay trật khớp cũng chưa kịp thường, liền như vậy vung đi rồi. Tống Đồng từ đầu tới cuối không có hô to gọi nhỏ, liền như vậy xoa phía sau lưng đứng ở một bên yên lặng xem. Trình Phong xoay người tìm của nàng thời điểm, nàng đã sớm kéo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn ngồi sổng cửa chờ hắn mở cửa, ngoan cùng con chó nhỏ giống nhau. Trình Phong nhịn không được xả một chút khóe miệng, tê tê đau. Tống đồng vào nhà sau ném gói to đăng 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 chạy tới toilet, lúc đi ra trong dạ ôm cái tiểu hòm thuốc. Tọa nơi này. Nàng vỗ vỗ sofa, sau đó lại hai ba bước đi tủ lạnh kia. Trình Phong ngồi trên sofa, thân mình tiền khuynh, hai cái tay khoác lên trên đầu gối, ánh mắt nặng nề xem tống đồng bận việc. Tống đồng tìm cái bịch sốt bắt đầu trang khối băng, sau đó trát nhanh miệng túi, lại cầm khối khăn lông đến đem túi trường đá bao đứng lên, còn lo lắng ở bản thân trên mặt thử thử độ ấm. Thanh, phu thượng. Tống đồng nói xong ngồi xổm xuống đem bao tốt túi trường đá phu ở trình phong trên mặt, thấy hắn nửa ngày không động đậy, tống đồng bất đắc dĩ đi kéo đối phương thủ, quán giận nói. Lười ngươi. Nhưng trình phong bản thân đỡ túi trường đá, nàng ngồi xổm kia bắt đầu theo hồng thuốc lý hướng ra đào điển phục cùng miên ký. Kiên nhẫn một chút. Nàng động thủ phía trước tượng trưng tính nhắc nhở một tiếng. Trình phong cảm giác khóe miệng lành lạnh, có chút thứ đau, nhưng đồ ranh con thủ rất nhẹ, một chút một chút cùng cong ngứa giống như ở khóe miệng hắn trên miệng vết thương cọ. Tống đồng động tác thật lưu loát, tự hồ trước kia thường làm. Quả thật thường làm, thân là cô nhi nhất định bị người khi nhục, nàng ca tống bân từ nhỏ trước học hội không là đối nhân xử thế, mà là đánh nhau. Càng là ra cô nhi viện về sau, người trưởng thành thế giới hướng đến bái cao thải thấp nịnh nọt tống bân có rất dài một đoạn thời gian cơ hồ ba ngày hai bữa đều sẽ mang thương trở về tống đồng đến sau này đã thấy nhưng không thể trách xử lý vết thương nhẹ có thể nói tiện tay niết đến câu kia chịu đựng thật sự chính là thuận miệng vùng trình phong từ đầu tới cuối mày cũng chưa động một chút ngươi có phải không phải liền liền vết qua nhất cá nhân những lời này tống đồng ở trong bụng chuyển rất thời gian dài hỏi không hỏi cũng lo lắng thật lâu, hiện thời hỏi ra đến, trong lòng mang theo không yên. Là hai người. Không có đoán trước Trung Trình Phong sẽ đột nhiên bạo khởi nắm chặt của nàng cổ chất vấn, ngược lại hắn ngữ khí nhẹ, phản phất tống đồng biết chút gì đó cũng không chỗ nào thông thường. Đúng vậy, hơn nữa Trần Tùng là hai người, kỳ thực cũng không đúng, còn có đã chết con thỏ, là ba cái. Ngươi vì sao muốn giết người? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Khi ghi âm lục là cái gì? Ở đâu? Vì sao Trương Yến thu điểm danh muốn ta? Vì sao Trần Tùng đã chết ngươi như trước xem ta xem như vậy nhanh? Có phải không phải còn có người muốn xuống tay với ta? Là thuê của ngươi hung thủ sao? Hồ Nguyệt Nga đến cùng làm cái gì không thể không chết sự tình? Tống Đồng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên theo kia hỏi, lại không dám tùy tiện há mồm, cũng chạm vào con này mảnh thú nghịch lân ngươi xem ta tủ quần áo trình phong gặp tống đồng nửa ngày không nói chuyện hắn rút ra cùng yên đến điểm thượng tống đồng yên lặng gật đầu có một số việc nàng biết vô pháp giấu giếm cũng không tính toán nói dối bởi vì nàng biết tưởng muốn được đến đối phương tín nhiệm đầu tiên liền muốn tín nhiệm đối phương ít nhất muốn nhường trình phong biết nàng thật sự cùng ngoan thật nghe lời các nàng là đứng ở một cái trận tuyến trình phong ở trong bụng tổ chức ngôn ngữ sau này phát hiện tổ chức không ra cái gì trung tâm tư tưởng đến, dứt khoát từ đầu bắt đầu giảng. Cũng không có gì hay giảng, hắn có nương sinh, không nuôi dưỡng, từ nhớ khởi ngay tại cô nhi viện, không niệm quá thư, chịu khi dễ chỉ biết dùng quyền đầu hoàng trả đi, cuối cùng cô nhi viện lấy hắn có bạo lực khuynh hướng vì từ đem hắn khóa lên. Có hai năm thời gian, của hắn trên chân đều luôn luôn khóa xiền xích, cái kia niên đại, căn bản không có nhân để ý tới một cái trong cô nhi viện tiểu hài nhi là thật có bệnh vẫn là bị có bệnh. Là Trương Yến Thu đem hắn theo cái kia địa phương cứu ra, Trương Yến Thu nói lúc ban đầu là cảm thấy hắn đáng thương, có thể thấy được quá vài lần về sau nàng thích tiểu Trình Phong cặp kia không chịu thua ánh mắt. Trình Phong không ái niệm thư, Trương Yến Thu liền tùy theo hắn, hắn muốn đánh quyền, Trương Yến Thu cũng không ngăn trở. kia vài năm là Trình Phong vui vẻ nhất thời gian, vật lộn, đánh quyền, vận động, không đến 20 tuổi, hắn ở trong vòng cũng đã rất có danh vọng, thưởng cũng là lấy tới tay nhuyễn, còn có thuộc loại bạn của tự mình. Cho đến khi có một ngày hắn phát hiện Trương Yến thu bí mật. Trình Phong chưa nói kia bí mật là cái gì, chỉ nói vì vậy hắn lựa chọn rời đi. Khả vừa vặn lúc này Trương Yến thu công ty gặp khó khăn, Trình Phong dùng nhất giấy hợp đồng cùng một tờ chi phiếu cùng nhu cầu cấp bách dùng tiền dưỡng mẫu đổi được tự do theo đạo lý chuyện xưa đến nơi này liền tính xong rồi, nhưng Tống Đồng biết không có, bằng không Hồ Nguyệt Nga cùng con thỏ sẽ không chết, Trình Phong không có lý do gì vô duyên vô cớ đi giết người. Trần Tùng cùng Trương Yến thu hợp tác nhiều năm, hai người trong đó quan hệ ai cũng nói không rõ ràng, lúc trước công ty nguy cơ, trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, trừ bỏ Trình Phong tiền, còn có Trần Tùng. Trần Tùng luôn luôn tưởng cùng Trương Yến thu kết hôn, là vì nhân còn là vì khác cái gì, có lẽ chỉ có Trần Tùng tự mình biết nói, bất quá Chương Yến Thu Thủy Chung không có đáp ứng. kia, kia điều này cũng, cũng là Trần Tùng cùng, cùng Chương Yến Thu Chi gian chuyện, sự tình cùng hồ. Mẹ ta, mẹ có cái gì, sao quan hệ? Tống Đồng lấy cái băng keo cá nhân dán tại Trình Phong cầm ra, nơi đó bị quả cọ một cái huyết đường. Trình Phong không nói chuyện mà là đứng dậy đi thứ nằm theo đầu giường cái kia không chớp mắt đèn bàn phía dưới chụp ra một quả nho nhỏ nội tồn tạp hắn không có trước tiên cấp tống đồng mà là nắm nó nói với tống đồng có một số việc đã biết cũng phải lạng vào trong bụng ta nói cho ngươi chính là muốn cho ngươi có biết dự phòng nguy hiểm về sau thấy ai biết đi trốn tống đồng ngưỡng cổ xem trình phong nói ta chỉ tưởng với ngươi hảo 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 quá ngày ngày trình phong vương đến thủ hơi hơi dừng một chút hầu kết không tự chủ lăn lộn sau đó đem nội tồn tạp ném cho tống đồng tác giả có chuyện muốn nói cái thứ nhất chuyện xưa tương đối chậm nóng vừa mới bắt đầu thôi hàm xúc một ít bằng không về sau ngay từ đầu liền thối không biết xấu hổ khiển ta nhiều không dè dặt đúng không ân hừ ấm áp nêu lên tiểu thiên sứ nhóm gần nhất thời tiết hay thay đổi khả ngàn vạn phải bảo vệ tốt bản thân ha đừng giống ta như vậy ho khang phế ống dẫn đều phải nổ tung thanh xuân niên thiếu ta, hiện nay xuyển cùng cái hở lão thái thái giống nhau, vừa nói chuyện liền khò khe khò khe. Nhập viện ngày đầu tiên, hộ sĩ liền đặt hảo tâm nhắc nhở ta, mai quản đi, thiếu chịu tội, ta bàn tay to vung lên, hào khí vạn trượng nói, mai cái gì quản, tiểu hài tử mới mai quản đâu. Ta đặt sao hiện tại đặt tưởng trừ bản thân, một ngày hai châm trác, thủ đã thành lậu si. O, o tiểu thiên sứ nhóm bắt đến tiểu trùng trùng một cái, bỏ bỏ bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 Này sát thủ không quá lãnh 25. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ghi âm là từ một đoạn kiều diễm tình nói bắt đầu, tựa như ở nói chuyện phím, phương diện này đối thoại nam nữ thanh âm đối với tống đồng mà nói đều thật xa lạ. Ai, ngươi không phải nói kia lão bà cấp cho ngươi nàng công ty công ty cổ phần sao, khi nào thì a? À nữ nhân thanh âm kiều nhu dinh dính. Ai biết được, mỗi lần vừa hỏi nàng, nàng liền ra sức khước từ. Nếu không phải vì này hai cái tiền, ai muốn ý hầu hạ nàng, ngươi là không biết, kia lão bà kia lưỡng nải đều phải điệu rốn mắt nhi thượng, mỗi lần thượng, nàng ta đều phải ghê tẩm ói ra. Nam nhân ghét bỏ đến cực điểm hoáng giận. Nữ nhân toan thôi tức nói. Thiết, ta xem ngươi cho nàng liếm, chân, liếm rất vui vẻ sao khi không là làm cho nàng xem sao, ai có thể có ta gia tiểu bảo bối hảo, ngươi chính là tối câu ta linh hồn nhỏ bé yêu tinh, hắc hắc hắc. Tất tất tốt tốt ma sát thanh cùng nữ nhân mềm mại thân, ngâm thanh dần dần vang lên, tống đồng mặt đỏ hồng, theo bản năng lường trình phong liếc mắt một cái. Ai triệu bân, ngươi có phải không phải yêu nhất ta? Nữ nhân thở dốc hỏi. Triệu bân gấp nói. Khi nào thì đến còn nói lời này, đến, chạy nhanh nhường ca ca ta thống, nhất, pháo, liền ngươi này tiểu, bức tối, thích. Nữ nhân tự hồ là chống đẩy, nhất quyết không tha hỏi. Nói sao, không nói không cho ngươi thống. Yêu, yêu, ta mau yêu ngươi chết mất, chạy nhanh, đem chân mở ra, ta hắn, mẹ, đều cứng rắn. Ai ai ai, đợi chút, gấp cáo gì, ngươi nói với ta, kia lão bà đến cùng gọi cái gì, ngươi quan nói là cái gì tập đoàn lão tổng, thiệt hay giả. Ngươi hôm nay thế nào như vậy nét mực, nàng kêu chương yến thu, 20 tập đoàn đại lão bản, thế nào, sợ hãi ta bị người ta lừa a, à? của nàng lõa, chiếu video clip ta trong tay đều có, ta còn có thể sợ nàng gạt ta. Thật sự a, à, ở đâu đâu ta nhìn xem. Nhìn cái gì vậy, trước làm chuyện đứng đắn, một lát cho ngươi xem, đều ở ta di động phần cứng lý đâu. Ừ ừ, a à, a. À. Kế tiếp thanh âm có chút khó nghe này triệu bân miệng đầy lời nói thô tục, nhưng ngoài ý muốn nữ nhân này liền ăn bộ này, càng nói càng hăng hái. Tống đồng thính tai đều đỏ, nàng đều muốn lập tức đem âm tầng tắt đi không nghe, mà một bên trình phong thì tại bình tĩnh hút thuốc xem tivi. Trình phong hẳn là nghe qua không thôi một lần, cho nên hắn không nói chuyện, không nhắc tới thái, tống đồng biết, mặt sau còn có. Dường diễn nghe xong không hai phút, bỗng nhiên ngừng, chợt nghe triệu bân cực kỳ không kiên nhẫn hỏi, Ai vậy? Hẳn là có người gõ cửa. Đối phương nói gì đó âm tầng lý nghe không rõ, nhưng nhanh tận lực bồi tiếp hai người một trận luống cúng tay chân, cùng với thất kinh lời nói. Nằm tàu, nàng thế nào đến đây, mau mau mau, chạy nhanh mặc quần áo. Nữ nhân cũng hoảng, tất tất tác tác bắt đầu mặc quần áo. Ngươi không phải nói nàng đi công tác sao? Thế nào đã trở lại? Ta nào biết, nữ nhân này có bệnh a? À? Triệu Bân phiền chán thúc giục, nhanh chút, nhanh chút. Còn lớn tiếng nói, ai ai ai, đến đây đến đây, chờ ta một chút a. À. Cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, một phòng vị nhân. Nữ nhân chỉ huy hắn. Triệu Bân cuốn quyết nói xong, dưới sàn, giường địa hạ, chật, đều khi nào thì đừng đùa dẫn tiểu tính tình, ngoan a à chạy nhanh đi xuống, quay đầu ca cho ngươi mua bao. Tống đồng nghe được kia nữ nhân ở dưới sàn ủy khuất nhỏ giọng mắng. Tống bân ngươi cái vương bác đảng. Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền ra triệu bân nịnh nọt tiếng cười. Bảo bối a, à, ngươi không là đi công tác sao, thế nào bỗng nhiên đã trở lại. Sự tình xong xuôi, không có việc gì cho nên sẽ trở lại. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng, nhưng tống đồng nhớ được này thanh âm, chương yến thu. Cái kia, bảo bối a, à, như thế nào đây là, một mặt mất hứng triệu bân nói rõ ràng không lo lắng không có a à, ta mệt mỏi đi cho ta rót cốc nước hai người tùy tiện trước trò chuyện tống đồng nghe được trương yến thu cấp triệu bân mua cái gì bảo vệ sức khỏe phẩm làm cho hắn cùng triệu bân không nghi ngờ có hắn uống lên trước sau cũng liền vài phút triệu bân thống khổ thân ngâm truyền xuất ra theo dãy dụ đến lặng yên không một tiếng động âm tần lý một mảnh lặng im quy trần tùng ta ta giết người ngươi ngươi nhanh chút đi lại. Chương Yến thu thanh âm run run không thành điệu, hiển nhiên hoảng. Đại khái có thể có 20 phút thời gian, âm tần lý đều là nỉ non cùng qua lại đi lại thanh âm, còn có chương Yến thu không được thấp nam. Triệu Bân, đây đều là ngươi bức của ta, là ngươi bức của ta. Trần Tùng đến đây về sau, Tống Đồng nghe được Trương Yến Thu khóc nói với Trần Tùng nàng đã biết Triệu Bân chụp ảnh nàng lõa, chiếu sự tình, người này không thể lưu, cho nên một mạch dưới cho hắn hạ độc nàng còn nghe được trần tùng ôn nhu trấn an chương yến thu thậm chí còn lần lượt nói xong ta yêu ngươi ta sẽ giúp ngươi sau chính là hai người ở trong máy tính tìm kiếm này video clip cùng ảnh chụp nghiên cứu là muốn hủy thi diệt tích vẫn là nghĩ biện pháp khác cuối cùng trần tùng nói chúng ta trước rời đi ngươi yên tâm nơi này hết thảy có ta cho đến khi âm tần triệt để trống rỗng Trình phong đưa tay tắt đi điện thoại di động, đem nội tồn tạp một lần nữa khu xuất ra thu hảo. Là, Hồ Nguyệt Nga. Tuy rằng chưa từng nghe qua Hồ Nguyệt Nga thanh âm, nhưng là không khó nghĩ đến cái kia bị bắt trốn vào dưới sàn nữ nhân là ai. Trình phong gật gật đầu. Tống đồng mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi, ngươi theo nhất, bắt đầu tìm, tìm được, còn, còn trác ta. Nàng nói xong, đặt quỷ khuất sờ sờ bản thân cánh tay. Trình Phong có chút kinh ngạc xem nàng, hắn cho rằng này thằng nhóc hội hỏi hắn, vì sao không đem thứ này giao cho cố chủ báo cáo kết quả công tác, vì sao luôn luôn tự xưng bản thân không tìm được, vì sao lừa nàng. Xem tống đồng kia ủy ủy khuất khuất bộ dáng, Trình Phong một lai like do địa trong lòng mềm nhũng. Không đợi hắn giải thích, tống đồng liền quyết miệng trái lại tự nói. Ngươi nói ngươi, làm làm dạng, bộ dáng, rác như vậy thâm, ngươi. Trình Phong sắc mặt phức tạp xem Tống Đồng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng là thở dài, hướng hắn vẫy tay. Đi lại. Tống Đồng nghe lời đi vào. Trình Phong vừa chìa tay, trực tiếp đem nhân lãm vào trong lòng, ôm nàng, xoa xoa của nàng đầu, phi thường không giảng đạo lý nói. Con thỏ, về sau ngươi không thể rời đi ta, biết không? Trình Phong bả vai như vậy khoan, ngực cũng là cực nóng cứng rắn, Tống Đồng bị hắn vòng ở trong ngực, mùa hạ bạc sam ngăn không được da thịt tướng thiếp sâu sắc cảm giác, nhiệt lượng ở vô khâu gian cho nhau truyền lại, thẳng nhập nội tâm, mang theo ấm áp tinh cậy cảm giác an toàn. Tống đồng đem cầm khoát lên trình phong trên bờ vai, hai tay ôm đối phương cổ, nói cùng cái tiểu đại nhân giống như. Chật, thế nào còn nhiều, sầu thiện cảm thượng, ta không phải nói, nói sao, muốn cùng ngươi hảo, hảo qua ngày. Trình phong cười nói. Quá cái rắm ngày, ngươi không lập gia đình. Tống đồng nói tiếp tiếp đặt thuận lợi, ngay cả nói lắp cũng không đánh nói. Ngươi cưới ta a. À. Trình phong thân thể rõ ràng cương một chút, hắn kéo ra tống đồng, xem đối phương. Tống đồng ánh mắt chút không né thiểm, lại đại lại hắc đồng tử mắt bên trong, lóe hy toái sáng rọi, lóa mắt. Trong không khí di động làm cho người ta trầm mê ly tử, tức an bình lại sao động, không khí trong lúc nhất thời nói không nên lời vi diệu. Cái gì loạn thất bát tao? Trình phong trừng phạt tính ở tống đồng trên mông vỗ một cái tác, ngoài mạnh trong yếu quát lớn nói. Nấu cơm đi. Tống đồng nghẹn nghẹn miệng, che lại trên mặt chợt lóe lên thất lạc. Đúng, đúng rồi, ngươi. Tống đồng châm trước một chút dùng từ, có một số việc không cần thiết nói nàng cũng đã minh bạch. Trần Tùng từng nay nói qua Hồ Nguyệt Nga lòng tham không đấy, mà kia đoạn thời gian Hồ Nguyệt Nga cơ hồ có thể nói là một đêm phất nhanh nắm như vậy đòi mạng gì đó, cũng khó trách Trương yến thu hội đi vào khuôn khổ cho nàng tiền. Bất quá tục ngữ nói hảo, không lên tử sẽ không phải chết, Hồ Nguyệt Nga thật là xưng được với lòng tham không đấy, nàng cuối cùng vẫn là đem Trương yến thu cấp bức nóng nảy. Mà Trần Tùng, hắn thông qua Lily tiếp cận Hồ Nguyệt Nga, thật hiển nhiên cũng tưởng muốn được đến phần này chứng cớ, nhưng hắn nhất định không phải vì Trương yến thu, bằng không trình phong sẽ không giết hắn nhân dục vọng liền là như thế này luôn miệng nói yêu chỉ khi nào có so yêu càng có thể được đến tiền tài quyền lợi tiệp kính yêu hay không yêu liền lại không có bất kỳ ý nghĩa hồ nguyệt nga chết vào đối tiền tài vĩnh viễn tham lam trần tùng chết vào đối quyền lợi dục vọng ly đâu có thể là ghen tị đi nàng mỗi lần nói lên hồ nguyệt nga phất nhanh thời điểm biểu cảm tuy rằng khinh thường lại như trước che giấu không xong trong đó hâm mộ cùng hướng tới nàng hẳn là không thể tưởng được Hồ Nguyệt Nga sẽ chết, bằng không cũng sẽ không thể đối con thỏ như vậy để bụng, đúng là vẫn còn có ấy nấy đi. Trần Tùng cũng nói qua Lily, li, nói nàng cho rằng bằng vào một tấm hình đã nghĩ tìm cơm phiếu, xem ra lúc trước Lily li mang những chụp ảnh phiến phát bằng hữu vòng, cũng đều giấu giếm tiểu tâm tư. Theo Tống Đồng tỉnh lại bắt đầu, chung quanh hết thảy đều tràn ngập nói dối, chẳng qua có chút xuất phát từ tư tâm, nàng lựa chọn tha thứ. Vì sao phải giúp nàng? không là đã đoạn tuyệt dưỡng mẫu tử quan hệ sao? Vì sao còn muốn giúp nàng giết người? Chương Yến thu dùng cái gì bức ngươi đi vào khuôn khổ? Trình Phong lại lấy ra một chi yên đến, người này hút thuốc trừ cực kỳ hung mảnh, có đôi khi một gói thuốc lá, đảo mắt sẽ không. Đi làm cơm, cơm nước xong mang ngươi đi cái địa phương. Hắn cầm yên nhíu mày nói. Ăn cơm xong, Trình Phong trực tiếp mang nàng đến đây bệnh viện. Cách nhất phiến vĩ đại thủy tinh, Tống Đồng nhìn đến trong phòng bệnh nặng nằm nữ nhân. Ai vậy? Trưởng vậy mà rất đẹp mắt. Bạn gái. Vị hôn thê. Lão bà. Vì sao ở trọng chứng? Nhiễm bệnh. Không ít tiêu tiền đâu, Trình Phong chẳng lẽ đi vào khuôn khổ là vì nàng. Tống Đồng nhìn chầm chầm thủy tinh cách trong gian nữ nhân xuất thần, tuy rằng có thể nhìn ra bị thống khổ tra tấn sau tiều tụy, nhưng mặt mày như trước thanh tú đẹp mắt, cách xa như vậy, nàng vậy mà đều có thể nhìn đến đối phương thật dài lông mi. Chợt nghe Trình Phong nói. Nàng kêu mang nhạt nhạt, là ta bằng hữu vị hôn thê. Nga, bằng hữu vị hôn thê A, à, tống đồng đều không biết bản thân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nửa năm trước hai người bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, lôi tử trước khi chết cầu ta nhất định phải cứu nhạt nhạt, ta đời này cũng liền giao như vậy một cái bằng hữu. Nhạc nhạc tình huống thật không tốt, trọng chứng giám hộ một ngày nhất vạn nhiều trình phong nói tới đây không có thanh âm tuy rằng sự thật tại kia bãi nhưng hắn như trước nói không nên lời ta thiếu tiền này ba chữ tống đồng nghe được trình phong thở vào một cái nói ta đã cho ta đời này cũng cứ như vậy một người ăn no cả nhà không đói bụng tiền thứ này với ta mà nói hoa đi ra ngoài ý nghĩa xa xa lớn hơn tồn tại trong ngân hàng ăn về điểm này lợi tức đến nhiều Hắn nói xong bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn Tống Đồng, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tươi cười mang theo điểm tự dễu. Thao, về sau xem ra dành tiền, bằng không ta chết, ngươi đói chết. Một ngày nhất vạn nhiều, mang nhạc nhạc ở bên trong này ở có thể có nửa năm, nửa năm. Đó là một cái gì khái niệm, trách không được trình phong sẽ bị bức bất đắc dĩ thay chương yến thu giết người. Tống đồng cái mũi có chút toan, nàng ngưỡng cổ xem trình phong. Hắn vì sao lại cấp bản thân đặt ra một cái nhân vật như vậy, có thể tùy ý sửa đổi hệ thống hắn, chẳng lẽ không hẳn là ở trong thế giới này hưởng thụ vinh hoa, tòa ủng quyền quý sao? Hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tác giả có chuyện muốn nói. Nghe nói còn phải nằm viện đến tuần này mà, chuỷ sàm ta, liền bởi vì uống lên mấy túi rất ngọt hạch đào nải, đại phu kiểm tra nói là vốn chuyển biến tốt phế tử lại bắt đầu thở hỗn hển, no duo no đai vậy mà bị khóa, căn bản cái gì cũng chưa viết thôi. Anh anh anh. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Này sát thủ không quá lạnh 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đã mang nhạc nhạc đến tiếp sau trị liệu cần đại bỉ tiền. Nhưng Trình Phong cũng đã cùng Chương Yến thu triệt để xé rách mặt. Trị liệu phí làm sao bây giờ? Tống đồng hỏi như vậy Trình Phong thời điểm. Trình Phong có hơn nửa ngày không nói chuyện, liền xem mang nhạt nhạt, trong ánh mắt tựa hồ có chút không đành lòng. Mấy ngày hôm trước nàng tỉnh lại quá một lần, cũng không tính tỉnh, chính là có điểm ý thức, thật mỏng manh, ta. Nói cho nàng tình hình thực tế, không biết nàng nghe không có nghe đi vào. Nhưng từ đó về sau, của nàng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật một ngày không bằng một ngày, đại phu nói là chính nàng tưởng muốn buông tay. Bọn họ thật, yêu nhau tống đồng cũng xem cách ly trong phòng hình tiêu mảnh dễ mang nhạc nhạc cầm hơi nhọn thượng thủ sẵn chụp dưỡng khí trên người thượng vàng hạ cám tất cả đều là ống dẫn sở hữu hô hấp thay thế hệ thống tất cả đều dựa vào máy móc đến duy trì một bên đứng một cái ở không ngừng áp suất cô đó là hô hấp cơ cũng là trái tim nàng cứng ngắt, lạnh như băng đây là một cái dựa vào máy móc gắn bó thiếu sinh mệnh hoặc tử nhân trình phong tựa hồ là tưởng hút thuốc thủ ở trong túi sờ sờ ngẫm lại lại đem ra, tống đồng nhìn đến hắn cổ họng lăn lộn vài cái. Hai người bọn họ hôn kỳ định là tháng này 30 hào. 30 hào, ba ngày về sau. Hàng năm phong bế bản thân Trình Phong rốt cuộc tìm được nói hết đối tượng, hắn liền như vậy đứng ở cách ly gian tiền đức quảng nói xong, giảng cùng hắn quan hệ thân cận nhất hai người kia. Hắn trong miệng lôi tử kêu cao lôi, tử thời điểm vừa qua khỏi 40 tuổi sinh nhật, hai người kết bạn nguyên cho một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, bị cứu đúng là mang nhạt nhạt. Vốn là trình phong trước thượng thủ, nhưng bởi vì vũ lực giá trị không đủ, bị một người nhi cuồng cuộn thối tấu ngay cả đầu đều nâng không dậy, sau cao lôi liền như thiên thần buông xuống thông thường, tam quyền hai chân đem nhân đánh chạy. Không chỉ có thu hoạch nữ hài nhi phương tâm một viên, càng được một cái trước mắt sùng bái tiểu đệ. Là cao lôi đem hắn lĩnh thượng vật lộn con đường này, từ đó về sau hắn tìm được thuộc loại bản thân rơi nhiệt huyết vũ đài, này trên vũ đài Hắn là độc nhất vô nhị vương giả. Cao lôi cùng hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng huynh cũng phụ. Năm đó vì thoát khỏi chương yến thu hắn ký 5 năm hiệp nghị, chuyện này hắn là lưng cao lôi, bởi vì hắn biết cao lôi vì cái này có thể trừ tử hắn. Nhưng chung quy là ở một vòng lẫn quẩn bên trong, giấu giếm được lần đầu, không thể gạt được 15, trốn đông trốn tây đánh hơn 3 năm, vẫn là bị cao lôi cấp thu xuất ra. Cuối cùng là cao lôi ra mặt ở Trình Phong đánh mãn 4 năm trụ cục thượng, thanh toán đại bỉ vi ước kim đem nhân theo này hồn trong nước mò xuất ra. Cao lôi cùng mang nhạc nhạt tình yêu đến mau thả nồng đậm, 10 năm như một ngày ở chung, kết không kết hôn đều thờ ơ, bọn họ liền như vậy tùy ý tiêu sái quá. Cho đến khi rốt cục quyết định muốn kết hôn, hai người còn cùng vừa yêu đương giống nhau, bó lớn bó lớn tác cẩu lương. Này một lần nhường Trình Phong đối tình yêu sinh ra quá như vậy một tia hướng tới. Cao lôi chết vào cao tốc liên Hoàng tai nạn xe cộ của hắn chỗ trong xe cho trung gian bộ phận, toàn bộ thân xe bị đụng đến khó coi. Lúc đó Trình Phong là ở tràng, bọn họ là trước sau xe chuẩn bị muốn tới lâm tỉnh chụp ảnh cưới, Trình Phong bị kéo đến làm người hầu mang bên ngoài nhìn hắn lưỡng tú ân ái. Cao lôi xe bởi vì thường chạy cao tốc, cho nên làm ETC, quá thu phí khẩu thời điểm dị thường mau lẹ, mà Trình Phong tắt cần xếp hàng theo nhân công khẩu đi, đến lúc này một hồi còn kém có thể có 3 phút tả hữu. Liền này ngắn ngủn 3 phút, Trình Phong cùng tử thần gặp thoáng qua, cao lôi lại không may mắn như vậy. Lúc đó cứu viện xe còn chưa tới, Trình Phong liều mạng đồ thủ bái môn, ý đồ đem cao lôi cứu ra, nhưng xe biến hình quá lợi hại, cao lôi nửa người dưới đã triệt để bị chen ở trong xe, nửa người trên che chở đã hôn mê mang nhạt nhạt. Cao lôi là nhất định cứu không sống, này ở Trình Phong nhìn đến hắn đầu tiên mắt khi liền rõ ràng. Nửa người dưới gắt gao bị tạp trụ, bởi vì áp bách mạch máu, Cao Lôi không có trước tiên đổ máu quá nhiều tử vong, nhưng xem hắn tổn hại bụng cùng với chảy ra bộ phận nội tạng, Trình Phong chỉ biết, xong rồi. Cao Lôi chống cuối cùng một tia ý thức đem mang nhạt nhạt phó thác cho Trình Phong, hỗn độn ý thức chỉ có thể càng không ngừng thì thào. Phong tử, cứu nhạt nhạt, cứu nhạt nhạt. trơ mắt xem Cao Lôi tắt thở hắn canh giữ ở một đống chiếc xe hài cốt phế tích thượng, cả người đều là mờ mịt. Trình Phong nhẹ nhàng ở trên thủy tinh gõ gõ. Bác sĩ nói nàng đời này cũng không có khả năng tỉnh lại, cũng chỉ có thể như vậy còn sống. Nha đầu kia cưỡng thật, nàng ngay cả tỏ thái độ cơ hội đều không có, như vậy đối nàng không công bằng. Lôi tử yêu nàng, cho nên liều mạng muốn cho nàng sống, nhưng nàng không nhất định là nghĩ như vậy. Cùng với như vậy còn sống, không bằng làm cho nàng đi xuống cùng lôi tử, ít nhất thấu cái bạn Nhi, hoàn tuyền trên đường không tịch mịch. Ngươi đã nhất, bắt đầu liền, liền tính toán phóng, khí vì sao, còn, còn. Còn muốn vì tiền đi thay chương yến thu giết người. Trình Phong nói. Tiền có thể cứu mang nhạt nhạt, cho nên ta cứu, vì lôi tử. Cứu người là vì cao lôi. Mà buông tha cho tắc là vì mang nhạt nhạt. Trình Phong đời này liền như vậy hai cái bằng hữu hoặc là làm mai nhân, người đã chết, thế giới của hắn đều không một nửa. Nguyên bản nghĩ từ nay về sau cô độc không có gì lo sợ, khả không nghĩ tới một cái gầy không kéo mấy con thỏ, vậy mà khởi động trong lòng hắn kia sụp xuống nửa bầu trời không, ở hắn cứng rắn áo giáp hạ, trạt ra một cái thật nhỏ mềm mại động đến. Tống đồng đưa tay đi kéo trình phong thủ, chỉ trong nháy mắt, nàng liền táo ấm áp bàn tay hồi cầm. 30 hào, bệnh viện truyền đến tin dữ, mang nhạt nhạt não tế bào sinh động độ triệt để biến mất, đã bị chẩn đoán chính xác não tử vong, Trình Phong lấy người nhà danh nghĩa ký bạc quản xác nhận thông tri. Ở trước đây, Trình Phong tự hồ có dự cảm dường như, đi cửa hàng áo cưới mua lớn nhất quý nhất áo cưới trở về. Tống đồng dẫn hai cái hộ công cấp mang nhạt nhạt thay quần áo, nửa năm giường bệnh làm cho nàng cả người đều gầy thoát hình, mặt ngực áo cưới căn bản mặt không được, nhất là hoành nằm, chỉ có thể nhìn đến trước ngực hai cái không xác, nàng chỉ có thể dùng băng gạt lặt ra ngực đến, lại điếm thật dày ngực thác. Tương đối cho kia hai cái không xác, nàng cảm thấy mang nhạt nhạt hẳn là có thể thích như vậy, đẹp như vậy áo cưới, đương nhiên phải mặc ra đẹp đẹp hiệu quả. Nàng tự mình cấp mang nhạt nhạt hóa trang, nói không nên lời cái gì nguyên nhân, nàng chính là rất thích cái cô gái này, tuy rằng các nàng không từng nói qua một câu nói. Hộ công thay xong quần áo bước đi, từng có cùng thi thể cùng chỗ nhất thất kinh nghiệm, đối mặt mang nhạc nhạc di thể tống đồng không có một chút sợ hãi trong đầu đèn đỏ không lượng này chính diện trình phong ở nàng một trăm thước có hơn vũ tỷ ở sao trong đầu không có chút động tĩnh. tốt lắm không ở nghe nghe trình phong nói các ngươi thật thật yêu nhau a à, thật tốt kỳ thực ta rất muốn biết trình phong kia cái kia khi hậu là cái dạng gì dạng nhất định so hiện hiện tại đáng yêu đi không có kiên kỵ nàng đối với nhất cổ thi thể biên hóa trang biên nói đâu đâu ta cũng hứa thật rất nhanh cũng hội rời đi nói thật có có chút luyến tiếc ta nếu đi đi rồi hắn sao làm sao bây giờ a à, nhiệm vụ đáp đáp án ta đã kinh đã biết ngươi nói ta điền không điền đâu ta ca còn không không biết ở làm sao trình phong hắn cái gì sao cũng không không biết ai ngươi ngươi nói hắn thế nào không nhường để cho mình sống thoải mái chút đâu vấn đề này có lẽ chỉ có bản thân biết có ý tứ gì phỏng chừng liền ngay cả võ đều sẽ không minh bạch chẳng lẽ hắn ở một cái thế giới làm cái gì nhân đều là hắn nhắm mắt điểm đậu đậu điểm được rồi này ý tưởng rất bậy bạ mang nhạc nhạc phụ thân sớm thệ mẫu thân ở nàng xảy ra chuyện thời điểm liền cấp hỏa công tâm đi cho nên cuối cùng nàng ngay cả lễ tang cũng chưa làm nhưng Trình Phong vẫn là ở hỏa tán tràng thuê linh đường, Trình Phong cùng tống đồng thủ mặc áo cưới mang nhạt nhạt ngồi một ngày. Cuối cùng hai người phủng cho cốt xuất ra, một lần nữa tránh ra cao lôi mộ. Nhưng Trình Phong cũng không có đem mang nhạt nhạt hũ cho cốt bỏ vào đi, mà là mở ra cao lôi hũ cho cốt, đem mang nhạt nhạt cho cốt một cổ não đều ngã đi vào. Làm tống đồng nhìn đến cao lôi ảnh chụp khi, mới phát hiện người này nàng là gặp qua, ở Trình Phong trong tủ quần áo, trưởng rất có lực tương tác, nhìn qua cũng rất yêu cười một người, tống đồng gặp người này đầu tiên mắt liền cực phụ hảo cảm. Xem mộ bia trên ảnh chụp hai cái tuổi trẻ tươi sống khuôn mặt, tống đồng trong lòng nói không nên lời đổ hoảng, không quá thoải mái. Vũ tỷ, ta biết đáp án. Khi thật tốt quá, vậy ngươi hiện tại liền chuẩn bị muốn điền sao? Võ thanh âm thật hưng phấn. Ta. Chờ một chút đi, đến bây giờ còn không có ta ca manh mối đâu. Tống Đồng sờ sờ trên mộ bia ảnh chụp, đối võ nói. Dù sao Trương Yến thu sống hảo hảo, chờ ta tìm được ta ca ở điền cũng không muộn. Đi đi, loại chuyện này ngươi xem rồi làm, như muốn cái gì có thể cứ việc tới tìm ta. Võ lời thề son sắc nói. Tống Đồng trợn trừng mắt, đem lời này làm gió thoảng bên tai. Trình phong bàn tay vàng quả nhiên lại thô lại tráng, phàm là có thể liên lụy đến hắn sự tình bao gồm triệu bân cái kia án mạng, phía trước phía sau đã chết bốn người, vậy mà một điểm đều không có bị tra ra mặt mày. Có lẽ là bị Trình Phong uy hiếp đến, từ đó về sau chương Yến Thu cùng cái kia gọi cái gì đông bằng đặt ẩm rốt cuộc không có tới quấy rầy quá bọn họ. Mang nhạc nhạc lễ tan qua đi, Trình Phong thậm chí lựa chọn đi ra ngoài công tác. Tiền đều ở mang nhạc nhạc trên người hoa rớt, nguyên bản có một ngày quá một ngày Trình Phong bắt đầu tính toán tiền nên xài như thế nào, làm sao có thể tránh cho miệng ăn núi lở ít nhất có thể cam đoan hắn ngày nào đó không để ý giác băng, nhà hắn này thằng nhóc con ỉ vào gửi ngân hàng đói bất tử. Không có tài chính bản thân làm mua bán, Trình Phong cuối cùng lựa chọn đi một nhà khá lớn hình tập thể hình trung tâm làm giáo luyện. Trình Phong dần dần có chút không giống, của hắn trong tươi cười không lại là trào phúng, kinh miệt, hơn chút nhu hòa, ôm nhu ở bên trong. Mỗi lần hắn thoải mái cười to thời điểm, tống đồng đều bị hoảng không mở ra được mắt, tuy rằng này một mặt chỉ tại nàng một người trước mặt biểu lộ ra đến nhưng tống đồng cảm thấy thật tốt trình phong tan tầm phía trước tống đồng đều sẽ đi ra ngoài mua thức ăn thuận tiện chờ hắn trở về định kỳ siêu thị ngoại bán sớm đã bị tống đồng ngừng rớt lý do rất đơn giản quý hai người một trước một sau trên đất lâu tống đồng lôi kéo trình phong tay áo làm ầm ĩ ta liền liền ăn một cái trình phong đen mặt không được ngươi tình huống gì bản thân không biết sao. Bởi vì phát dục trễ, con thỏ kinh nguyệt có kinh lần đầu mau 14 mới đến, kết quả tống đồng không biết, trực tiếp làm tới trên sofa. Trình phong thật để bụng, này không nhường ăn, kia không nhường chạm vào. Hôm nay nàng chính là chủy sàm, đang đợi trình phong thời điểm ăn vụng cái kem cốc, kết quả đã bị đối phương nắm lấy vừa vặn. Tức giận. Tống đồng quyết miệng, có chút bỉ khuất, nhưng cũng biết bản thân làm không đúng. Chính đi tới, trong đầu bỗng nhiên lóe ra hồng quang, có một quả là Trình Phong, mà khác một quả. Chuyển qua lâu giác, Tống Đồng thấy được đứng ở cửa khẩu trương Yến Thu. Tác giả có chuyện muốn nói. Này chuyện xưa sắp đã xong, nhưng Tống cục cưng cùng bệnh độc tiên sinh chuyện xưa mới vừa bắt đầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27. Này sát thủ không quá lạnh 27 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hàng năm vị cư địa vị cao chương yến thu giờ phút này dáng người cao ngất đứng ở nhà bọn họ cửa, trang dung tinh xảo thanh nhã, tóc bị cẩn thận tỉ mỉ vãn ở phía sau não, thiển già sắc tu thân váy dài như người này từ đầu đến chân đều lộ ra sợi tinh xảo, bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt cũng làm cho nàng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Tiểu Phong, ta nghĩ với ngươi một mình nói chuyện. Chương Yến Thu nói lời này thời điểm lường liếc mắt một cái tống đồng, ánh mắt trung sợ lệ, mang theo kinh thường. Chúng ta không có gì hay để nói. Trình Phong lôi kéo Tống Đồng vào nhà, hoàn toàn bỏ qua đối phương tồn tại. Rõ ràng rõ ràng gặp mặt tình hình đặc biệt lúc ấy xấu hổ, nhưng thực đến lúc này, Trương Yến Thu như trước có chút hơi hơi tức giận, mày túc lên. Giày cao gót thanh âm ở sau người vang lên, Trương Yến Thu cũng không trông coi chính mình chịu không được hoang nghênh, lập tức đi theo Trình Phong bước chân vào phòng lý. Tiểu Phong, có thể hay không nhường đứa nhỏ này lãng tránh một chút, ta có nói muốn cùng ngươi nói, Trương Yến Thu bể nghệ xem Tống Đồng, phản phất đang nhìn một cái chướng mắt ngoạn ý thông thường. Nhưng Tống Đồng phát hiện, Trương Yến Thu đang nhìn Trình Phong thời điểm, ánh mắt có chút chớp động, mang theo nói không nên lời cảm xúc. Này ánh mắt nhường Tống Đồng có chút không thoải mái. Không, không biết xấu hổ, đây là ta, nhà của ta. Tống Đồng vào cửa đổi giày, đem theo siêu thị mua sữa bỏ vào tủ lạnh, nói chuyện thời điểm, xem cũng không xem Trương Yến Thu liếc mắt một cái. Trương Yến Thu tự giác không có gì khả nói với Tống Đồng, như trước xem Trình Phong, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Trình Phong vào cửa chuyện thứ nhất chính là cấp bản thân điểm cùng yên, Tống Đồng đi đến bên người hắn, đá đá đùi hắn. Đổi giày. Chật. Trình Phong không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng vẫn là không tình nguyện đứng dậy lướt qua Trương Yến Thu đi thay đổi dép lê. Chương Yến Thu sắc mặt rất khó xem, nàng có chút khó có thể tin xem hai người không coi ai ra gì hổ động, xem Trình Phong tuy rằng bởi vì nhìn thấy nàng mà cảm xúc phiền chán, lại như trước câu mày nghe lời đi đổi giày, thay quần áo, rửa tay, thậm chí này xú nha đầu còn ném nhất túi đồ ăn đi qua làm cho hắn trạch, Trình Phong vậy mà đều nhất nhất làm. Tiểu Phong, ngươi. Chương Yến Thu trong lòng toan trướng khó nhịn, bởi vì nàng theo Trình Phong trên mặt thấy được nàng chưa bao giờ gặp qua một loại biểu cảm, ôm nhu. Ta nói, giữa chúng ta không có gì hay để nói, không có gì nói là nàng không thể nghe, nguyện ý nói đã nói, không muốn nói bước đi. Trình Phong bình tĩnh hái đồ ăn, tống đồng mua là rau cần, nói muốn cho hắn bao rau cần hãm sủi cảo. Hắn thích ăn sủi cảo, nhất là đồ ranh con làm, đặc biệt ăn ngon, hơn nữa còn thừa sủi cảo ngày thứ hai dùng du nhất tiên, ở hầm hỗn loạn làm bữa sáng, xứng hai điệp dưa muối, bắt đầu ăn nói không nên lời thoải mái. Trình Phong cảm thấy gần nhất hẳn là béo, ngày hôm qua ở phòng tập thể thao thuận tiện trắc cái mở dẫn, so trước kia cao không ít. Chương Yến thu hít sâu một hơi, hòa dịu một chút tâm tình, nhìn chung quanh bốn phía, ở sofa đơn độc nhân vị thượng cấp bản thân tìm vị trí. Nàng hư long long búi tóc, nói. Tiểu Phong, ta biết có một số việc là ta xin lỗi ngươi, nhưng từ đó về sau ta cũng cho tới bây giờ không đi tìm ngươi. Ta cho rằng theo chuyện này bắt đầu chúng ta hẳn là có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, khả ngươi nhưng vẫn không cho ta cơ hội này. Tuy rằng Trương Yến Thu nói, từ đó về sau, chỉ kia sự kiện, nhưng nàng lại biết, theo chuyện này bắt đầu, nói là cái gì, Trương Yến Thu nói lại mịt mờ, cũng không chịu nổi nàng biết nội tình. Tống đồng thức thời trốn vào phòng bếp, nhưng bên ngoài hết thảy lại nghe rành mạch. Trình Phong sợ khói bụi rơi vào đồ ăn trong bồn, khiếp mắt dọn ra một bàn tay đem khói bụi đổ tiếng thùng rác, này nếu rơi vào đồ ăn trong chậu, nhà hắn này con toái miệng con thỏ lại tạp đụng lại nhảy, lỗ tai mệt. Chương Yến thu chờ trả lời, đợi nửa ngày, Trình Phong mới chậm chậm rì rì nói. Giữa chúng ta ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, thế nào, ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi! Chương Yến thu bị hắn đỉnh quá, hàng ngày lý đều là bị người hư nâng, liền tính nàng lại xin lỗi người này, tâm hỏa dâng lên cũng áp không được tỳ khí. Nghĩ lại lại không biết nghĩ tới cái gì, Chương Yến thu thâm hít thật sâu, chậm rãi phun ra thời điểm, biểu cảm nhu hòa, trong ánh mắt mang xuất ra một điểm không tha. "Tiểu Phong, ta, ta không có khác ý tứ, ta liền là muốn cho ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau sinh hoạt 10 năm, chẳng lẽ còn so ra kém một cái mới nhận thức vài ngày tiểu nha đầu phiến tử sao?" Huống hồ nàng là loại người nào ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, một khi nàng đã biết cái gì, sẽ là một cái đại phiền toái ngươi muốn làm cái gì? Trình Phong khiếp nàng liếc mắt một cái. Trình Phong ánh mắt quá mức lạnh như băng, hơn nữa ở nàng nói ra nha đầu kia sẽ là cái phiền toái thời điểm, đối phương biểu cảm rõ ràng trầm lợi hại hơn, còn ẩn ẩn hàm lửa giận. Điều này làm cho chương Yến thu nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ tới này tiểu nha đầu ở Trình Phong trong lòng vậy mà chiếm nặng như vậy phân lượng. Nội tâm toan trướng cảm càng rõ ràng, một loại nói không nên lời là ghen tị vẫn là phẫn hận cảm xúc từ nội tâm nảy sinh. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một cái không chỗ nào đúng lắp bắp có thể được đến trình phong như thế coi trọng. Nàng theo bản năng nhìn nhìn phòng bếp vị trí, miếm miếm môi, hòa dịu ngữ khí nói. Ta cũng không có ý tứ gì, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, ngươi tâm địa không xấu. Nhưng có một số việc không có nhất vạn cũng có vạn nhất, tục ngữ nói ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, ngươi đem nàng dưỡng tại bên người ngươi có thể không nói chuyện chẳng lẽ có thể cam đoan nàng không có động tác nhỏ sao ngươi cũng muốn lý giải mẹ ta loại chuyện này ra không được một điểm sơ hở trình phong đem cần lá rau hướng trong gói to thu thu nói xong sao nói xong ngươi có thể đi rồi tiểu phong chương yến thu không cam lòng trong lòng nàng còn ôm có một loại không thực tế ảo tưởng ta biết Ta biết ngươi đem nàng mang theo trên người là vì sao? Khi này nọ khả năng hiện tại cũng chỉ có nàng đã biết, nhưng như vậy háo không là biện pháp, làm cho nàng nói thật cũng không nhất định đi loại này dụ dỗ lộ tuyến. Xem Trình Phong cầm lấy gói to không lên tiếng, Chương Yến Thu không ngừng cố gắng khuyên bảo. Tiểu Phong, ngươi mềm lòng, ta biết đối đứa nhỏ này ngươi không hạ thủ được, không quan hệ, ta có thể nghĩ biện pháp làm cho nàng nói thật, chờ hết thảy đều đã xong ta sẽ bỏ vốn cho ngươi khai một cái lớn nhất huấn luyện doanh, hoặc là ngươi muốn làm gì đều được, ta giữ ngươi 10 năm, ta dù sao cũng không có đứa nhỏ, về sau ta gì đó đều là của ngươi. Trình Phong nghe xong lời của nàng, miệng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa cười, như là trào phúng. Chương Yến thu lời này nói mặt không đỏ khí không suyễn, mềm lòng. Hắn Trình Phong trên tay hiện tại dính mạng người, huyết còn chưa có can đâu, theo kia nhìn ra hắn mềm lòng, hắn cảm thấy bản thân hiện tại tâm là lãnh cứng rắn từ đáp ứng giúp chương yến thu giết người bắt đầu hắn liền triệt để không có cuộc sống lạc thú lạnh lùng xem người chung quanh làm trò hề sắc mặt cho đến khi trong sinh mệnh đột nhiên xông tới này con thỏ không công mềm yếu ấm làm cho người ta lòng sinh buông lỏng đến nay mới thôi hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là lúc trước không có sai thủ giết nha đầu kia thực mệnh đại a đề nghị của chương yến thu chọc giận trình phong hắn liếc ngang xem đối phương, phun ra trong miệng đầu mẫu thuốc lá, cảnh cáo nói. Nếu ngươi dám động nàng một sợi lông, ta không để ý trên tay lại hơn mạng người. Ngươi! Chương Yến thu trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị xem này cùng nàng cuộc sống quá 10 năm con nuôi. Một ngoại nhân! Ngươi! Nàng dựa vào cái gì, nàng một cái lắp bắp. Trình Phong đối với kia đứa nhỏ coi trọng trình độ làm cho nàng có chút nói năng lộn xộn, đó là nàng muốn, cũng nên là thuộc loại của nàng, mà hiện thời lại lạc ở tại một cái hào không chớp mắt lắp bắp trên người. Chúng ta ở cùng nhau 10 năm. Tiểu Phong, 10 năm. Chương Yến Thu. Trình Phong quát bảo ngưng lại ở đối phương tiếp tục nói. Thu hồi ngươi này ghê tởm tâm tư, thế nào, một cái tạ đông bằng còn chưa đủ. Chương Yến Thu bị Trình Phong lời nói này thứ mặt đỏ chột dạ, theo vào cửa khởi, luôn luôn ý đồ nắm trong tay chủ đạo địa vị nàng, cả người đều giống như tiết khí bóng cao su thông thường nhuyễn sập xuống dưới ủy khuất nói tiểu phong ngươi không thể nói ta như vậy ta ta như vậy yêu ngươi ta là thật tâm yêu ngươi nàng nói xong ý đồ đưa tay đi kéo trình phong thủ đủ trình phong né tránh ra ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến đứng ở cửa khẩu tống đồng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân trình phong lại có loại bị nắm bao chột dạ nhất là nhìn đến đối phương trên mặt cái loại này ngươi cho ta cái giải thích biểu cảm càng là không tự chủ sờ sờ cái mũi đi lên phía trước sờ sờ đối phương đầu không nói tìm nói làm sao ngươi xuất ra tống đồng tùy ý trình phong sờ nàng đỉnh đầu nhưng như trước tức giận trên tay nhấc lên đem thái đao hung dữ chỉ vào chương yến thu nói không không đi ra chờ nhân nhân gia theo ta thưởng lão công sao trình phong trên tay động tác một chút thuận tay túng nàng tóc một chút quán trách cái gì loạn thất bát tao tống đồng quay đầu giận trừng trình phong ngươi nói quá muốn kết hôn ta trình phong hơi hơi nhíu mày đang muốn hỏi ta khi nào thì nói qua chợt nghe một bên chương yến thu thanh âm bất ổn nói nàng nói cái gì tiểu phong nàng vừa mới nói cái gì chương yến thu tựa hồ là bị kích thích đến tiểu phong ta biết của ta thực hiện khả năng xúc phạm tới ngươi nhưng ngươi không thể như vậy tùy tùy tiện tiện tìm cái a miêu a cẩu tới trả thù ta huống hồ nàng mới bao lớn tống đồng a miêu a cẩu nói ai đó trình phong cũng không rảnh cùng nàng rối rắm có cưới hay không vấn đề hắn ngẩng đầu nhìn trương yến thu nói ta sự tình ta bản thân sẽ xử lý không có chuyện gì lời nói ngươi có thể đi rồi tiểu phong đứa nhỏ này không thể lưu. Suy nghĩ có chút hỗn loạn Trương Yến thu phun ra tình hình thực tế. Nàng không thể lưu, không thể lưu, nàng hội uy hiếp ta, nàng là cái tai họa ngầm. Tự hồ là bản thân tối trân quý gì đó bị thưởng, Trương Yến thu theo bản năng tưởng xử lý điệu nàng. Trương Yến thu, ta nói rồi cái gì ngươi đã quên sao? Trình Phong đem tống đồng hồ ở sau người, Ninh Mi xem Trương Yến Thu, trong mắt hiện lên sát ý, hắn hiện thời thật sự không để ý trên tay lại hơn mạng người. Tống đồng cảm giác được trước mặt khối này cao lớn thân ảnh thượng ẩn ẩn tản mát ra nhiếp nhân tâm phách dày đặc nguy hiểm hơi thở, nàng túng túng trình phong vạt áo. Tuy rằng là nhẹ nhàng nhất túng, nhưng trình phong quanh thân vẫn sức chờ phát động đề phòng trạng thái nháy mắt hòa diệu không ít. Chương Yến Thu, ta hôm nay minh bạch nói cho ngươi, ngươi muốn gì đó ở trong tay ta, nàng cái gì đều không biết từ nay về sau ngươi chỉ cần an phận thủ thường, giữa chúng ta liền không xâm phạm lẫn nhau, nếu ngươi dám động nàng một chút, ta không để ý với ngươi cá chết lưới rách. Chân trời không biết cái gì thời điểm chiếu ra ráng đỏ, đỏ rực như máu thông thường nhan sắc đem trong phòng hết thảy đều vẫy lên nùng mặt màu đậm sáng bóng, tiêu dết hơi thở ở bốn phía du đảng. Chương Yến thu thở hỗn hển, nếu không là hàng năm thân cư địa vị cao đè nén cảm xúc thành thói quen, lúc này nàng phỏng chừng đã sớm muốn bạo nộ rồi. Trình Phong tuy rằng xem như nàng nuôi lớn, nhưng hắn lưỡng kém còn không đến 20 tuổi, không biết theo khi nào thì khởi, luôn tràn ngập sức sống Trình Phong ở trong lòng nàng dần dần chuyển biến vị trí. Nàng yêu Trình Phong, yêu đến không tiếc khúng đúng, yêu đến ngay cả chính nàng đều cảm thấy đáng kinh ghê tởm. Cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, một khối tươi sống, thanh xuân thân thể, không hề phòng bị mỗi ngày ở trước mặt nàng dụ dỗ nàng. Nàng bắt đầu xem xét Trình Phong riêng tư, bắt đầu đáng kinh rình coi, ý, dâm. Trình Phong theo mất đi nội y bắt đầu dần dần cảnh giác đứng lên, lãnh đạm, xa cách nhường chương yến thu nổi điên, hơn nữa công ty nguy cơ nhường tâm lý của nàng phòng tuyến một lần sụp đổ. Cuối cùng nàng không biết liêm sĩ xích, thân lõa, thể chui Trình Phong ổ chăng, từ đó về sau, Trình Phong triệt để cùng nàng nháo bài. Cũng là từ đó về sau, nàng tìm bạn trai mấy tuổi càng ngày càng nhỏ, khả nàng như trước chưa thỏa mãn, chưa thỏa mãn này tiểu bạch kiểm đơn bạc thân hình cùng nịnh nọt buồn cười sắc mặt, nàng vẫn là thích trình phong như vậy, cao lớn, uy mãnh tuổi trẻ nam nhân, cho đến khi tìm được tạ đông bằng. Tạ đông bằng ở chương yến thu nơi này có thể nói là trình phong phiên bản, trầm mặt ít lời, luyện qua võ thân hình cao lớn, duy độc không có trình phong như vậy to lớn thân hình, nhưng cho dù là không hoàng mỹ nàng cũng cũng đủ có thể nhất giải cơ khác. Trình phong ghê tẩm nàng cũng là hẳn là, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy bản thân ghê tởm. Nhưng này đó đều là việc tư, không đủ để uy hiếp đến tự thân an toàn việc nhỏ. Nàng hiếp mắt nhìn về phía bị trình phong giống như trân bảo chuyển hộ ở sau người nữ hài nhi, nắm trong tay của nàng bí mật, cướp đoạt của nàng người yêu, còn tại trước mặt nàng diễu võ dương oai lắp bắp phế vật. Nàng ngưỡng cầm, một lần nữa nhặt lên bản thân kiêu ngạo, nói. Hảo, đây là ngươi nói, từ nay về sau, Chúng ta nước vào không đáng nước sông, người tốt nhất cũng muốn nói chuyện giữ lời. Chương Yến Thu đi thẳng thắng dứt khoát, nhưng Trình Phong mỗi ngày lại vặn vắt càng chặt. Này không là một cái khẳng từ bỏ ý đồ nữ nhân. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm, ta xuất viện, Âu Nha không y đánh cái cút, lượng cái bụng cầu vuốt ve, cầu cất chứa. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 này sát thủ không quá lãnh 28. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi về sau lại nói hưu nói vượng, tin hay không ta trừ ngươi. Chương Yến thu đi rồi, Trình Phong nếu chặt tống đồng lỗ tai không có gì uy hiếp lực nói. Tống đồng oai đầu để cho mình lỗ tai thiếu chịu điểm lực, miệng khả một điểm cũng không xin khoan dung ý tứ. Ngươi một ngày trừ, trừ ta 800 lần, ngươi nhưng là thực, trừ một cái A. Thao, ngươi mẹ nó thật sự là. Trình Phong trợn tròn mắt, cũng là khó thở, trực tiếp đem tống đồng sách lên, ở trên mông, đùng đùng đùng, vỗ tam hạ. Tống đồng. Ai? Trình Phong. Giữa ngày hè, ai có thể nhiều mặt A, à, một chút mỏng manh vải dệt đánh rắm không đỉnh, Trình Phong thủ chụp đi lên thời điểm, kia quy đạn xúc cảm. Này thằng nhóc xem rất gầy, nhưng trên mông thịt tuyệt không thiếu. Xem ra gần nhất ăn thật tốt quá. Tống đồng tự hồ mới phản ứng đi lại, huy tứ chỉ móng vuốt cùng điều cách thủy ngư dường như, trong tay trình phong bật đằng. Trình phong ngươi, đùa dẫn lưu manh. Trình phong liền cùng bị phỏng rảnh tay thông thường, trực tiếp đem nhân cấp ném đi ra ngoài, mày vặn vắt đều có thể đánh thành bát quái kết. Tắt vào nước tiểu chiếu chiếu bản thân, liền ngươi như vậy đáng giá ta đùa dẫn sao? Ta, ta như thế nào, bàn, bàn, bàn nhi tịnh điều, điều thuận nhất đại, cô nương tống đồng nhất lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy nâng cao một đôi pháp dục không được đầy đủ ngực cùng hắn giằng co phốc trình phong nhịn không được nhạt. còn đại cô nương tiểu nha đầu phiến tử đi ngươi nói xong túng quá tống đồng đem nàng đầu xoa bóp thành cái chuồng gà thở dài một tiếng hảo hảo dài đi quá vài năm thực chính là đại cô nương trưởng thành cấp cho ngươi cưới tống đồng vỡ ra hai hàng rõ ràng nha cười một mặt háo sắc. Nhà hắn trình ba ba chính là đẹp mắt, thấy thế nào đều đẹp mắt. Cưới cái rắm. Trình Phong hừ hừ một tiếng, Viết mở mắt đem nhất túi rau cần dịp ném vào thùng rác. Ai, đừng ném. Tống đồng tiến lên đem rau cần dịp lấy ra, mệt chụp vào bịch xốp. Trộn, trộn rau trộn đâu còn. Chật, khu tử ngươi được. Trình Phong qua hồi trong sofa, lấy điện thoại di động nhưng cũng không xem, từ đầu tới cuối mày nhanh khóa chặt. Tống Đồng lười để ý đến hắn, tiếp tục hồi phòng bếp bắt đầu đóa hãm. Đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên tai, Trình Phong nghe này động tĩnh, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, nếu thật sự có thể như vậy quá đi xuống. Nghĩ đến Chương Yến Thu lúc gần đi kia quá mức khoan dung bình tĩnh vẻ mặt, Trình Phong tổng thấy tâm thần không yên, Chương Yến Thu nói không sai, bọn họ ở cùng nhau sinh hoạt 10 năm, Chương Yến Thu hiểu biết hắn Hắn càng hiểu rõ Trương Yến Thu. Người này tính cách đa nghi, hơn nữa cũng không phải cái loại này tùy tiện khẳng từ bỏ ý đồ nhân, hôm nay liền tính hắn đem âm tần giao ra đi, lấy Trương Yến Thu phong cách hành sự, không có kiềm chế của nàng lợi thế, nàng chỉ sẽ càng thêm không kiên nể gì, biết chân tướng bọn họ ắt phải hội trở thành nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tống Đồng cảm thấy rất kỳ quái, Trình Phong thời gian này ban cũng không thượng, cả ngày lôi kéo nàng nơi nơi ngoạn trả lại cho nàng mua đồ ăn, mua quần áo, chuyện gì đều quán nàng, điều này làm cho nàng sau lưng thẳng sợ hãi, tổng hợp kế Trình Phong có phải không phải bệnh nan y. Cho đến khi có một ngày võ nói cho nàng, Trình Phong ở nàng buổi tối ngủ say thời điểm một người ở trong phòng bếp ma đao soàn soạt. Thời gian này Tống Đồng không chỉ có bị cho phép ngủ đến phòng ngủ chính, vậy mà còn không dùng ngã ra đất nghỉ, trực tiếp ngủ đến trên giường, mà Trình Phong tắt chạy tới bên ngoài ngủ sofa. Cách không được, nàng nếu ngủ sofa lời nói, phòng bếp có động tĩnh nàng không có khả năng bất tỉnh đến. Tuy rằng nàng đang ngủ, nhưng là võ lại tỉnh, tuy rằng không là lúc nào cũng khắc khắc đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng ngẫu nhiên bị nàng đụng vào như vậy một lần, cũng vậy là đủ rồi. Đây là muốn làm thôi. Đem bản thân phiến thịt dê nhúng sao? Vẫn là. Tống đồng cảm thấy sự tình có chút đại điều. Trình Phong muốn giết Trương Yến Thu, vì nhất tuyệt hậu hoạn. Ai hậu hoạn? Trình Phong trong tay nắm có chương yến thu nhược điểm, hơn nữa của hắn tính cảnh giác, chỉ cần hắn nguyện ý, chương yến thu động không được hắn mảy may. Này hậu hoạn chỉ có thể là tống đồng chính nàng, con thỏ muốn lớn lên, muốn độc lập, muốn thành gia lập nghiệp, trình phong hộ nhất thời, hộ không xong một đời. Trảm thảo trừ căng là hữu hiệu nhất phương pháp, chính như hắn ban đầu giết chết hồ nguyệt Nga đồng thời, nhất tịnh giết chết con thỏ con thỏ còn sống, chẳng phải nàng mệnh đại, cũng không phải Trình Phong nhân từ nương tay, trên thực tế lúc trước Trình Phong là hạ tử thủ. Cái này nhường Tống Đồng có chút đứng ngồi không yên, nàng còn trông cậy vào lại cùng Trình Phong quá vài năm, thừa dịp hắn ngủ say thời điểm nhìn xem có biện pháp nào không có thể từ giữa tìm được Tống Bân manh mối, một lần không được liền hai lần, dù sao Trương Yến thu bất tử, nàng có thể tiếp tục ở lại thế giới này. Mà lúc này vấn đề là, chương yến thu khả năng không chừng ngày nào đó liền muốn cách thí nhất nghĩ tới cái này nàng quyết định bí quá hóa liều một hồi ở ăn cơm thời điểm nàng hư hư lay hạt cơm trang giống như vô tình hỏi ba ba ngươi có biết không nói một người tên là kêu tống bân trình phong ngẩng đầu nhìn nàng tống bân ai ngươi hỏi cái này nhân làm chi tống đồng cắn đổ đầu mơ hồ không rõ nói nga không có, tùy tiện hỏi hỏi, hắn. Là ta mẹ này, chung một cái nam, bạn trai, nợ tiền. Chật, mẹ ngươi này bạn trai khả quá nhiều. Trình Phong gấp cái cánh gà quan nàng trễ lý. Ai sinh, mệnh không thôi, bạn trai không, không thôi, tinh thần khả gia. Trình Phong ngậm cánh gà nở nụ cười. Ân, ngươi có thể viết thành đôi liên, ngày mai cầm thiếp mẹ ngươi mộ phần thượng. Tống Đồng lắc đầu. Không, ta sợ áp không được quan tài cái nắp vung biết theo tỉnh trình phong trên người không chiếm được gì tin tức tống đồng có chút tâm cho càng nhiều hơn chính là sốt ruột lại tìm không thấy thế giới này tương đương là đến không muốn hay không đem trình phong sự tình nói cho võ bọn họ hệ thống có phải hay không có rất cốt phương pháp vũ tỷ để hỏi vấn đề võ cái gì tống đồng do dự một lát nếu các ngươi ở song song thế giới phát hiện bệnh độc hội xử lý như thế nào ngươi phát hiện bệnh độc võ thanh âm có chút phấn khởi tống đồng không ta liền là hỏi một chút vạn nhất thực phát hiện trong lòng có cái để nga võ thanh âm lại ủ rủ còn có thể làm sao bây giờ giết chết hóa thành thực thể bệnh độc là yếu ớt nhất cho nên sẽ có trình tự bảo hộ nhưng chỉ cần là trình tự còn có lỗ hổng tìm được thực thể, chúng ta có thể triệt để gạt bỏ nó. Có lẽ là vì cấp tống đồng ăn cái thuốc an thần, võ lại bổ sung. Kỳ thực cũng không nhất định phải muốn tìm được tống bân, tìm được bệnh độc cũng là giống nhau, nó không có, bị nó chiếm cứ mổ ta khu vực có thể bị triệt để mở ra, đến lúc đó giống nhau có thể tìm được ca ca ngươi. Nói đúng là, bệnh độc theo ta ca, tìm được trong đó giống nhau là được đúng không? Đúng vậy nha bảo bối gần nhất tống đồng khả năng không làm gì cho nàng tìm phiền toái nàng cũng không làm cái gì để lộ nội tình chuyện tự cho là biểu hiện tốt cho nên thanh âm cũng dần dần hoang thoát lên muốn nói sao tìm được tống bân nàng mang theo tống bân rời đi là được có thể nói ra trình phong hắn khả năng sẽ chết tống đồng trong lòng ngủ vị trần tạp cuối cùng lựa chọn trầm mặc nhìn nhìn lại đi cho đến khi có một ngày Tống đồng mê mê trầm trầm trung bị võ đánh thức, biết bản thân không thể lại chờ. Ta thế nào đau đầu như vậy? Tống đồng lắc lắc đầu, trong đầu cùng tương hồ giống nhau. Ngươi hẳn là bị kê đơn, thế nào ta một lát không thấy trụ ngươi có thể xảy ra chuyện? Võ thanh âm có chút hỗn hển, hiển nhiên đã kêu nàng hơn nửa ngày. Tống đồng trong lòng lột bột một chút, nhìn đến trong đầu một mảnh tối đen, vội vàng hỏi võ. Trình phong đâu? Võ trả lời. Không biết. Tống đồng lăng lăng ở trên giường ngồi một lát, trà sát trà sát mặt, cảm giác bản thân thanh tĩnh một ít. Vũ tỷ, ta. Điền đáp án đi. Đinh, đáp án lấy đệ trình, 8 giờ truyền tống đổ thời trước bắt đầu. Tống đồng nghe trong đầu vang lên máy móc điện tử âm, trong lòng là mờ mịt. 8 giờ, làm sao lại thừa lại hơn 8 giờ đâu. Nàng nhìn nhìn biểu, phỏng chừng chúng liền cơm trưa đều không kịp ăn, Trình Phong sẽ về tới sao? Còn có, nàng hội lấy cái gì phương thức rời đi đâu? Sẽ đột nhiên biến mất sao? Vẫn là sẽ đột nhiên chết mất, tâm ngạnh cái gì? Trình Phong sẽ thương tâm đi, hắn từng nay nói qua làm cho nàng kia đều đừng đi. Ánh mặt trời ở thành thị bên cạnh chiếu ra một tầng mỏng manh sáng bóng, đem tối đen đêm nháy mắt bị xua tan mở ra, cao lầu lâm lập thành thị hình dáng ở hắc bạch giao thoa gặp như ẩn như hiện. Trình Phong chậm rãi đẩy ra gia môn thời điểm, nhìn đến tống đồng vậy mà oa ngủ ở trong sofa, trên người đắp của hắn chăn. Trong phòng bếp lượng yên cơ thượng mờ nhạt ngọn đèn, mê mê mông mông lại ấm nhân tâm tỳ, khí thang thượng còn nhỏ ngọn lửa ninh nhất chung canh, trong phòng bếp hương khí bốn phía. Gia này khái niệm đột nhiên ở Trình Phong trong đầu cụ tượng hóa bày biện ra đến, tựa như như bây giờ, đẩy ra gia môn, trong lòng liền có thể thản ra chảy nhỏ dọc dòng nước ấm, theo sau này, không lại cô đơn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, xem ngủ say nữ hài, thật sự rất trắng, bạch đã có chút không quá khỏe mạnh, trên mặt luôn khuyết thiếu điểm huyết sắc, rõ ràng mỗi ngày thức ăn tốt như vậy. Nhưng là thật sự rất xinh đẹp, tỉnh thời điểm ánh mắt lớn như vậy, liền tính hiện tại đang ngủ, thật dài lông mi cũng đặc biệt hấp dẫn nhân. Cái mũi nhỏ kiều kiều, miệng bị gối đầu áp đô lên, theo hô hấp hơi hơi rung động, thật đáng yêu. Tuy rằng là cái lắp bắp, nhưng so với ai đều lãi nhãi, nói nhiều đến nhất cái sọc đều thịnh không dưới, suốt ngày chuyện này chuyện này, khả nấu cơm lại ăn ngon như vậy, ăn ngon đến bản thân đều miệng đoản lười cãi lại. Làm sao có thể có người như vậy, rõ ràng hắn giết mẹ nàng, lại cả ngày ồn ào muốn bản thân cưới nàng. Lời này tưởng thật sao? Nếu ta thật sự có thể nhìn đến ngươi lớn lên ta đây liền cưới ngươi làm lão bà thế nào trong lòng hắn yên lặng nói chung quy không nhịn xuống ở nàng não đỉnh lạc hôn xuống một cái ân tống đồng bị một cổ tiêu dết hơi thở bừng tỉnh tuy rằng đối phương quần áo sạch sẽ sạch sẽ nhưng này cổ nhàn nhạt mùi máu tươi như trước che giấu không xong tống đồng làm làm chuyện gì cũng chưa phát sinh đứng dậy nhu dụi mắt ta bảo canh uống điểm lại đi ngủ đi trình phong nhìn nàng một lát gật đầu Ân. Ừ. Tống Đồng xem đối phương đi toilet tắm rửa, nàng đứng dậy đem phòng bếp hỏa tắt đi. Canh Chung lấy ra lượng. Cái gì canh? Trình Phong lau tóc đi ra, đề cái mũi nghe nghe, rất thơm. Măng mùa đông lão vịt. Tống Đồng dùng thì múc điểm đưa cho Trình Phong, đối phương liền này này tư thế uống lên, còn táp chật lưỡi gật đầu. Không sai, hảo uống. Tống Đồng nở nụ cười. Nàng không hỏi Trình Phong nửa đêm đi ra cửa kia, Trình Phong cũng không có hỏi nàng trời không sáng bảo cái gì canh. Uống hoàng canh, Trình Phong đối với Hoa ở trong sofa Tống Đồng vẫy tay. Vào nhà theo giúp ta ngủ một lát. Tống Đồng ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Trình Phong tiến phòng ngủ, liền này một cái ổ chăn tiến vào đi, ôm nhau nhắm mắt lại. Phản phất hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy, nhưng hai người ai đều biết đến, thời gian không nhiều. Chương Yến Thu trong nhà cùng quanh thân đều có nghiêm mật theo dõi, hắn lần này trốn không thoát. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm, cầu cái tức chứa, bao dưỡng một chút ở gió lạnh trung 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 xuẩn học đi, anh anh anh. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Tái kiến của ta sát thủ tiên sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trình Phong ngực như nhau tên của hắn như vậy cứng rắn như núi non núi non trùng điệp, lại không là vạn năm đóng băng tuyết sơn, mà là một tòa tùy thời tùy chỗ đều có khả năng phun trào cực nóng nham thạch nóng chảy núi lửa hoạt động. Trình Phong đem nàng giam cầm ở trong ngực, cầm để ở của nàng não đỉnh, hô hấp vững vàng cũng không ngân nga. Tống đồng thật sự giống một cái yên tĩnh con thỏ, liền như vậy nhu thuận thấp qua ở trong lòng hắn, bọn họ tứ chi giao triền, hai mắt nhắm nghiền, nhưng ai đều ngủ không được đại khái ba bốn mấy giờ, môn bị vang lên. Tống đồng nhớ tới thân, nhưng bị Trình Phong khấu trở về trong ổ chăn. Ta đi đi. Hắn đứng dậy đem ngủ tiền chuẩn bị quần áo mặc vào đến, thật tinh thần một bộ hưu nhàn trang. Tống đồng cùng sau lưng hắn, xem ba bốn danh cảnh, sát bộ mặt tiêu túc cho hắn mang theo lạnh lẽo còng tay, kia trăng rắc thanh phản phất muốn xé rách nhân màn tay đâm vào nhân trong lòng. Rõ ràng đã sớm có thể đoán trước đến kết cục, nhưng giờ phút này tống đồng còn là có chút hoảng hốt nàng liền như vậy mờ mịt nhiên theo tại kia nhóm người phía sau trình phong làm cho nàng trở về nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ đơn nguyên lâu cửa đã vây quanh không ít xem náo nhiệt nhân cách đó không xa ngừng một chiếc ngọn đèn lóe ra xe cảnh sát không ai dám lớn tiếng nói chuyện chỉ cho nhau trong lúc đó châu đầu ghé tai khả hết thảy lại đều là như vậy ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ ầm ĩ nhân tâm phiền ý loạn con thỏ Trình Phong đi đến một nửa bỗng nhiên quay đầu kêu nàng, đây là hắn lần đầu tiên kêu tên của nàng. Ân. Ừ. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng đi lại, ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt ê ẩm trướng trướng, nhưng không rơi lệ. Bàn trà trong ngăn kéo cho ngươi để lại điểm này nọ, đừng quên xem, về sau. Chăm sóc thật tốt bản thân. Trình Phong cười lạnh nhạt, phản phất chính là xuất môn mua, mua cái đồ ăn mà thôi. Ta nàng muốn nói ta chờ ngươi xuất ra khả nói đến bên miệng lại thấy buồn cười trình phong có thể hay không xuất ra trước không nói nàng khả năng chỉ có không đến một giờ liền sẽ vĩnh viễn ly khai ta ta phải rời khỏi này nơi này đi xa xa tống đồng nói trình phong sau một lúc lâu không nói chuyện cuối cùng ôn nhu nói tốt xa xa không biết nhà ai cải trang xe xếp ống dẫn khí nén phát ra kịch liệt ông thanh danh từ xa lại gần ai đều không có chú ý điểm này, chính là theo bản năng muốn nhìn một chút đây là nhà ai không biết điều hỗn tiểu tử lại ở trong tiểu khu lãng đâu. Tống đồng trong đầu bỗng nhiên lóe ra ra một cái tiểu điểm đỏ, hai cái. Hai cái tiểu điểm đỏ ở của nàng trong đầu càng không ngừng chớp động. Hiện thời có thể nhường hệ thống lý lượng tiểu đèn đỏ, trừ bỏ trình phong liền chỉ có một nhân. Nàng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, một chiếc hào không chớp mắt tiệp đạt khai chừng mã lực hướng bên này vọt tới, bên trong tạ đông bằng lờ mờ thấy không rõ tích, hoàn toàn không để ý vây ở trong này xem náo nhiệt vô tội bình dân cùng mặt chế phục chấp pháp nhân viên, giống một cái được ăn cả ngã về không lao tới vách núi đen tuyệt vọng đồ điên. Sở có chuyện phát sinh ở trong nháy mắt, ở vây xem đám người vừa đem ánh mắt đầu đi qua thời điểm, khi chiếc xe bóng dáng cũng đã khắc ở bọn họ đồng tử thượng. Trình Phong cùng xe cảnh sát chỉ có một bước xa, Tống Đồng cho rằng trong đầu nàng là không, nhưng tại đây chỉ mành treo chuông là lúc, vậy mà nghĩ tới lúc trước thay Trình Phong đỡ kia một đao, khi đó nàng là cân nhắc lợi hại sau sông lên đi, mà lúc này đây, chính nàng đều thấy bất khả tư nghị, bước chân vậy mà mau qua của nàng tư duy. Nói thật, tống đồng một điểm đều không có cảm giác đến đau, chính là nghe được hoành một tiếng, sau đó thế giới ngay tại một mảnh xoay tròn trung dần dần đen đi xuống. Hẳn là đổ lên, trong ấn tượng, nàng cuối cùng kia một chút hẳn là đem Trình Phong đẩy tiếng trong xe. Nàng nghe được Trình Phong thét lên, như là một đầu tuyệt vọng sư tử, trống tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Rất mẹ nó choáng váng, nàng vậy mà đã quên Trình Phong có thô đến làm người ta giận sôi bàn tay vàng, hắn không chết được, tự bản thân chuyện này làm, rất ngu ngốc, làm sao lại khống chế không được đâu. Đinh. 30 giây truyền tống đổ thời trước bắt đầu, 29, 28, 27. Nga, Minh Bạch xe này họa là vì bản thân chuẩn bị hệ thống ngươi nải nải cái chân làm sao ngươi có thể kết luận ta sẽ phát đi lên đâu ngươi là không phải kình chờ xem náo nhiệt đâu ta truyền tống có thể hay không tao nhã một ít ngươi nhường trình phong thủ một khối trách tung tóe thân thể hắn nhiều lắm khó chịu a à? thật tốt kỳ trình phong bàn trà trong ngăn kéo cho nàng để lại cái gì tiếc núi a à, nhìn không tới chật chật rất dọa người bình thường xem rất thành thật một người, làm sao có thể là tội phạm giết người đâu. Tiểu khu nội xanh hóa trên quảng trường, vài cái xuất ra lưu đứa nhỏ bà nội trợ hoặc là đứa nhỏ mổ mổ nải nải nhóm thấu ở cùng nhau tán gẫu cãi nhau. Thế nào không có khả năng, ngươi là không phát hiện, nếu không có cảnh sát lôi kéo, khi nam kém chút đương trường đem gây chuyện lái xe đánh chết. Phi Đánh chết xứng đáng, người này chính là người điên, ngày đó đã chết vài cái đâu, nghe nói còn có một cảnh sát, đều bị đâm chết, người như thế thỏa thỏa tử hình. Chính là đáng tiếc kia tiểu hài nhi, nghe nói là kia nam khuê nữ, nhiều nhân nghĩa đứa nhỏ, vì cứu hắn ba, bản thân sững sờ là cuốn bánh xe phía dưới. Cũng không phải là sao, kia nam làm khi trồng mắt đều đỏ, khẳng định thương thấu tâm, ta lúc đó ngay tại lầu 2, xem thật thật nhi, kia tiểu cô nương cấp chàng, ruột đều xuất ra, chỉnh chân đều phi đi ra ngoài, chật chật, rất trắng đỏn xinh đẹp một cái hài tử, thường xuyên thấy nàng đi dưới lầu mua mua thức ăn, khả biết chuyện, đáng thương a à. Trình phong phán quyết hạ rất nhanh, nguyên bản thầm nghĩ thừa nhận giết người hắn, lại thái độ khác thường, tích cực phối hợp cảnh sát, đem bản thân trong tay sở hữu về chương yến thu không hợp pháp chứng cớ tất cả đều nhất nồi dũ xuất ra. Cũng may biểu hiện tích cực, hắn theo tử hình sửa án cái không hẹn, quỷ môn quan đi bộ một vòng lại đã trở lại trình phong thấy bản thân không thể chết được hắn không mặc mũi tử này mạng chó là con thỏ lấy nàng cái kia mệnh đổi lấy bất luận tốt xấu hắn thay con thỏ còn sống lúc trước nói tốt chờ con thỏ lớn lên thành tài bản thân còn muốn cưới nàng đâu hắn tính đều viết tốt lắm ngay tại bàn trà trong ngăn kéo bên trong còn có một trương tạp là lưu cho con thỏ qua ngày dùng là hắn tính thảo luận nếu ngươi nguyện ý chờ liền tính ta xuất ra thất lão bác thập cũng như thường cưới ngươi. Trình Phong xuyên thấu qua bàn tay đại song sắc nhìn về phía bên ngoài, trên bầu trời tinh tinh có một viên không một viên lé, con thỏ tốt như vậy đứa nhỏ, nhất định sẽ ở trên trời đi, hắn vuốt bắt tay vào làm lý một luồng tóc nghĩ như vậy. Khi tóc là con thỏ, hợp với nhất tiểu khổ người gia, lúc đó tình huống rất hỗn loạn, con thỏ tử rất vụn vặt, hắn ý đồ hợp lại, lại thế nào hợp lại đều hợp lại không ra kia chỉ hoàn hoàng chỉnh chỉnh con thỏ cảnh, sát nhóm sợ ra lại ngoài ý muốn, bên này vội vàng điều động cảnh lực, bên kia tắt muốn mạnh mẽ đem hắn kéo vào trong xe mang đi. Hắn chính là muốn cho con thỏ thu cái thi, của hắn con thỏ không thể như vậy thất linh bác toái tử ở trên đường, vì sao liền không thể để cho hắn đem thi thu. Lôi kéo giang, có người dùng điện côn đánh hôn mê hắn, hắn nắm chặt trên tay chỉ mang đi này nhất tiểu khổ người da, cùng mặt trên hợp với một vài sợi tóc. Tuy rằng không có tức giận, nhưng này tóc lại như trước cùng người này giống nhau, xoa xoa, thuận thuận, phục tùng đi ở bàn tay hắn tâm, bị tay hắn ô ra điểm người sống độ ấm. Tống đồng đau đầu kịch liệt, truyền tống tinh thần chấn động cùng đại lượng tin tức dũng mãnh vào làm cho nàng trong lúc nhất thời phân không rõ bản thân là ở địa phương nào. Lý lão thái thái nguyện vọng. Lão thái thái ta đêm xem thiên tượng, khắp chỉ tính toán, người nhà đầu kia ngày sinh tháng để theo ta tôn nhi hợp không thể lại hợp, chỉ cần hai ngươi khóa âm dương thân, ta đây tôn nhi có thể an ổn vượt qua 30 tuổi đại khảm. Nha đầu A, ta tôn nhi nếu không thể bình an trải qua 30 tuổi, ta là sẽ về tới tìm ngươi U, của ngươi U, U, U. Tống đồng U cái rắm A, rất lớn mấy tuổi học nhân gia bán manh, bán manh có thể triệt tiêu ngươi giết chết ta sự thật sao? Lần này tống đồng xuyên đến một cái bị lý lão thái thái thu dưỡng nữ hài lý quân trên người. Lý Uân là lão thái thái khư khư cố chấp thu dưỡng, trừ bỏ lão thái thái thương tiếc, người trong nhà ai đều không để ý giải, dù sau này gia nhân lực chú ý đều ở bọn họ con một vu phóng trên người, cho nên ai cũng không muốn gặp này Lý Uân. Lý lão thái thái đối nàng tốt, tên cũng là lão thái thái tự mình cưới, có văn có võ lại có tiền, may mắn. Cho nên Lý Uân từ nhỏ dáng lão thái thái, làm bản thân thân nải nải đối xử như vậy, nhưng ai biết nói ôn nhu thương tiết hạ cũng là rắp tâm hại người. Vu phóng từ nhỏ thân thể sẽ không hảo, thể nhược nhiều bệnh, cần y hỏi dược chung không thấy hảo, ngay cả đại phu đều nói hắn thời gian không nhiều. Bị buộc bất đắc dĩ lão thái thái bắt đầu đi bàn môn tả đạo. Phê bác tự, tìm lần biển người, rốt cục theo sơn thôn tiểu gốc lây xuất ra cái bác tự hợp nhau Lý quân, theo 4 năm tuổi khởi liền luôn luôn dưỡng tại bên người. Từ nàng vào gia môn, Vu phóng thân thể quả nhiên có điểm khởi sắc, tuy rằng như trước ốm đau bệnh tật. Phê bác tự đại sư nói, chỉ cần ở vu phóng 30 tuổi phía trước, nhưng Lý Quân cùng hắn kết âm dương thân, có thể đem sở hữu tai họa nhất tịnh đưa phía dưới, từ nay về sau vu phóng hội con đường phía trước đường bằng phẳng, cả đời không lo. Dưỡng mười mấy năm đứa nhỏ, sao có thể nói sát liền sát, lão thái thái tuy rằng cứu tử sốt ruột, lại cũng không phải đại ác người mắt xem xét vô phóng đã 29, lão thái thái ngầm lấy hai người huyết cùng bác tự cung đứng lên thiêu hủy, quan hệ huyết thống nhất kết, nàng liền cấp lý quân ăn thuốc ngủ, ông nàng cùng nhau thiêu tháng tự sát, một mạng đổi một mạng. Ai có thể thành tưởng, lý quân là cái mệnh đại, khả hư cũng liền phá hủy ở của nàng mệnh lớn hơn, nguyên bản liền chướng mắt người nhà của nàng, hiện thời càng cho rằng nàng là cái tan môn tinh. Xem là khẳng định chướng mắt, dài quá một trương hồ ly tinh mặt, vừa thấy sẽ không là cái bớt lo ngoạn ý, khả đuổi lại không dám đuổi. Lúc trước lão thái thái nói trên người nàng khí tràn đối tôn nhi thân thể có lợi, trong nhà ai đều không tin. Có một lần thừa dịp lão thái thái phạm cao huyết áp nằm viện, không giữ quy tắc hỏa đem Lý Quân tiễn bước, ai thành tưởng, chân trước Lý Quân vừa đi, sau lưng vô phóng, cầm, liền tài kia, không có biện pháp, người một nhà lại cung nải nải dường như đem nhân cấp mời trở về. Từ đó về sau, người trong nhà liền mắt không thấy tâm không phiền, coi nàng là sống tổ tông hướng nhà cũ nhất cung đánh đổ, ăn uống không thiếu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng ai cũng cũng không cho nàng cái con mắt, chỉ cường ngạnh yêu cầu vu phóng mỗi chu phải đi nhà cũ trụ một đêm. Lão Thái Thái không đem Lý Quân cuối cùng sử dụng nói cho người trong nhà, dù sao đây là giết người, biết đến càng ít càng tốt, vu gia nhân cũng coi nàng như là cá nhân đi dược túi, dùng là thời điểm liền lấy đến vu phóng bên người lắc lắc, nhưng vu phóng nghe thấy cái vị, cường thân kiện thể. Tại đây loại dị dạng trong hoàn cảnh, Lý Quân tính cách được không đến kia đi, trừ bỏ cùng lão thái thái bên ngoài, nàng thấy ai cũng là một mặt che lấp, khúng núm, cũng không dám dương mắt xem người khác, vĩnh viễn là một bộ ta thật vô tội, ta thật đáng thương bộ dáng, nói với nàng cũng nửa ngày không cái đáp lại, này tính cách kỳ thực rất ngấy oai nhân. Nàng càng là sợ vu phóng, vu phóng vừa tới, nàng còn kém khóc trốn trong tủ quần áo đi. Có lẽ nàng theo bản năng cũng biết, nàng là dùng vội tới vu phóng tục mệnh, sợ là đến từ trong khung đối nàng sinh mệnh có uy hiếp thiên địch sợ hãi. Này tính cái gì nhiệm vụ? Tống đồng xem nhiệm vụ mặt bản, chẳng lẽ là làm cho nàng che chở vu phóng bình an vượt qua 30 tuổi? 24 giờ cận vệ. Nhưng này nếu hắn xuất môn uy chân té gãy cổ, đánh cái hắc xì đem phế ống dẫn tạc thang, cũng coi như của nàng mổ vừa nói qua ăn đường bánh còn có thể nóng cái óc đâu huống chi thúi lắm băng gót chân loại chuyện này cũng không phải không đã xảy ra nhiệm vụ này làm như thế nào a à? tác giả có chuyện muốn nói cái thứ nhất chuyện xưa như vậy kết thúc tiểu thiên sứ nhóm nhìn xem còn đã nghiền sao không đã ghiền lời nói chúng ta liền tiếp tục đi xuống dưới tiểu đồng đồng cùng của nàng bệnh độc tiên sinh không thể nói ra chuyện xưa Bán manh cầu cất chứa Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 30 Bệnh kiều chân dài Âu 31 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đinh Chúc mừng nhiệm vụ giả tống đồng hoàng Mỹ hoàn thành nhiệm vụ Thưởng cho hệ thống tệ 10 vạn Cũng mở ra cấp thấp quyền hạn Chúc ngày cuộc sống khoái trá 10 vạn 10 vạn thật nhiều a à, lần này có thể độn thật nhiều thật nhiều giảm đau công năng ngẫu trống trống Vũ tỷ cấp thấp quyền hạn là cái gì võ cấp thấp quyền hạn là ngươi có thể mua so chỉ một giảm đau công năng rất cao một cấp bậc sản phẩm tỷ như giảm đau 75% 80% 85% cao nhất đến 90% còn có mặt khác tỷ như rơi lệ công năng miễn cười công năng âm nhạc công năng thi từ khố cái gì còn có thể xem xét phi trực tiếp liên hệ nhân vật cá nhân tư liệu, đều là thật thuận tiện tiểu công năng. Trừ bỏ cái kia giảm đau cùng cá nhân tư liệu, Tống Đồng không cảm thấy nơi nào thuận tiện. Tống Đồng Xem xét tư liệu bao nhiêu tiền? Võ Miễn cười nói năm vạn hệ thống tệ một lần Ma đảng, hảo quý Tống Đồng Giảm đau 75% Võ Miễn cười nói nhất vạn hệ thống tệ một giờ. Tống đồng. Không hợp lý A, à, 70% chỉ cần 100, vì sao 75% liền muốn nhất vạn? Võ miễn cười nói. Hệ thống quy định. Được rồi, ngươi lợi hại. Tống đồng. 80% đâu? Võ miễn cười nói. Ngượng ngùng, 80% giảm đau công năng vì trung cấp quyền hạn, bảo bối ngươi hiện tại không dùng được. Tống đồng tưởng lật bàn không dùng được ngươi nói với ta cái rắm. Võ như trước miễn cười. Bảo bối, ngươi hiện tại học xấu, không thể bạo thô khẩu, có nhục nhã nhặn. Nhã nhặn cái đảng. Tống đồng hoảng hai khẩu khí, bỗng nhiên thấy này mười vạn giống như, tự hồ, cũng không nhiều như vậy. Cuối cùng, nàng lại thuận miệng hỏi câu. Cái kia âm nhạc cùng cái gì thi từ cái gì, dùng tới làm gì? Rơi lệ cùng mỉm cười không cần hỏi, khẳng định là cho mặt thang nhiệm vụ giả dùng là. Võ thật nhẫn nại ôm nhu nói: "Nga, cái kia a, nhiệm vụ cần thôi, có đôi khi vì giành được chiếm được mục tiêu nhân vật hảo cảm, nhiệm vụ giả cũng phải có chút tinh thông a, à. tỉ như ca hát dễ nghe, ở cổ đại song song trong thế giới hiểu được thi từ ca phú, giờ phút này loại này công năng vẫn là rất hữu dụng, nhất vạn hệ thống tệ một lần, duy trì 12 giờ." Tuy rằng nghe qua tính giới so cùng giảm đau công năng so sánh với tốt rất nhiều, nhưng là đối nàng mà nói thí dùng không có A, à, tống đồng còn không có châm chọc đủ đâu, liền cảm giác bản thân bị khinh khẽ đẩy một phen, cùng với vỏ kia đầy nhịp điệu. Tỉnh bảo bối. Nàng một cái cơ trí, đầu óc bỗng nhiên trở xuống trong sọ não, ầm một chút, chấn nàng thiên toàn địa chuyển, thẳng ghê tẩm. Tống đồng nghe thấy được tiêu độc thủy hương vị, cường dãy dụa mở mắt ra, thích ứng chói mắt ánh sáng sau, phát hiện quả thực ở bệnh viện. Nhìn chung quanh một chu, là phòng đơn, không ai. Nàng trước tiên cần xác nhận một chút lưỡi hay không tốt. Tống đồng. Ăn nho không phun nho da, không ăn nho đổ phun nho da. Thật tốt quá, không lắp bắp, âu nha. O, vu phóng. Quả nhiên oxit carbon là thương đầu óc. Tống đồng. Nằm tàu, tình huống gì, không phải là không có người sao người này từ đâu đến vu phóng không nghĩ tới vừa nhất đẩy cửa ra chợt nghe đến trong phòng có cái bệnh thần kinh tại kia niệm nhiễu khẩu lệnh tống đồng cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có người tiến vào bị nghe được hội băng nhân thiết sao bất quá liền lý uân người này thiết hàng năm đắm chìm trong ca ca ấm áp chiếu rọi xuống lại có tích cực hướng về phía trước một viên hồng tâm hiến cho chủ nghĩa xã hội khoa học đại hài hòa trường học bầu không khí nàng cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, làm sao có thể học đến. Tống Đồng nhận được vu phóng, Lý Quân trong trí nhớ có người này, nhưng hiện thời nhìn thấy chân nhân, nàng vẫn là không thể không nói. Lý Quân ngươi là hạt sao? Làm ra vẻ như vậy cực phẩm đại soái ca không xem, vì sao trong trí nhớ đại đa số không là người này cái óc? Chính là người này cặp kia sát bóng loáng đại hài đầu. Hàng năm bị bệnh hoạn tra tấn, tuy rằng vu phóng thân cao chân dài, nhưng thân hình lại rất gầy yếu. Ngũ quan đường công sạch sẽ lập thể, mũi rất cao, lông mày đậm, làm nổi bật để mắt qua liền càng thêm thâm thúy, con mắt ở ánh mặt trời chiếu xuống, hơi hơi phím thâm nâu, xem tựa hồ mang theo điểm hỗn huyết. Bởi vì gầy, làm cho hắn cầm thật tim, môi cũng rất mỏng, hơn nữa vĩnh viễn là như vậy mân, như là ở với ai tức giận dường như. Trong lòng theo bản năng đối lập một chút, sau đó ở trong lòng đánh cái xoa tuy rằng chỉnh thể mà nói không quá là tống đồng đồ ăn nhưng bất kể là bị tinh xảo quản lý quá kiểu tóc vẫn là kia một thân ngay ngắn đến cẩn thận tỉ mỉ tây trang theo thượng đến hạ từ trước đến sau theo tả đến hữu đều có thể xưng được với một câu chân dài âu ba cho âu ba lạnh mặt hai bước liền khóa đến trước giường bệnh không có gì âm điệu hỏi tỉnh tống đồng ân ngươi hạt sao vu phóng dừng một chút hỏi làm khó ngươi không có gì muốn cùng ta giải thích. Tống đồng. Giải thích cái gì? Vô phóng xem đối phương kia tái nhật trên mặt tràn đầy mờ mịt vô tội biểu cảm, hận không thể nhất miệng tử trừ đi lên. Làm khó ngươi không theo ta giải thích một chút, vì sao ta nãi nãi sẽ cho ngươi kê đơn, sau đó với ngươi cùng nhau tự sát. Tống đồng. Làm khó ngươi làm cho ta nói, ta chết, ngươi có thể sống quá ba mươi, ngươi nãi nãi trong lòng có ngượng cho nên bồi cái mạng cho ta, sau đó chờ các ngươi lại giết chết ta một lần. Ta lại không ngốc. Vu phóng trong lòng có một đoàn hỏa, thiêu hắn tâm phế đều nhanh muốn nổ tung. Nếu không là nữ nhân này quả thật đối thân thể của chính mình có trợ giúp, hắn căn bản liền sẽ không cứu. Nói đến cũng là vừa vặn, hắn mỗi chu kiên trì phải đi nhà của trụ thượng một ngày, quỷ biết là không là tâm lý tác dụng, dù sao mỗi lần trụ một đêm, thân thể hắn có thể nhẹ nhàng khoan khoái một chu. Đi. Nháo ánh mắt. Không đi. Nháo xương cốt. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhịn. Trùng hợp tuần này mà hắn cần đi công tác đi Mỹ quốc ước chừng 4 năm thiên tả hữu, hắn đã từng thử qua hai chu đi một lần, thân thể thật sự ăn không tiêu, cho nên chỉ có thể đem cuối tuần cố định thời gian trước tiên hai ngày. Khả mặc dù là trùng hợp trước tiên đi, hắn như trước đến chậm, phát hiện nãy nãy thời điểm, mọi người mát, mà một bên Lý Quân còn hơi hơi treo một hơi nhi, phải chết không sống nâng cao. Mệnh cứng trắng đều nha. Vu phóng tối phiền nhìn thấy Lý Quân loại này tam gậy gộc đánh không ra một cái thí bộ dáng, phản phất một quyền đầu đánh vào bông vải thượng giống nhau, đối phương không đau không ngứa, ngược lại bản thân thiểm cánh tay. Ngay tại vu phóng quan sát của nàng thời điểm, Tống Đồng đã ở quan sát vu phóng. Võ, có phải không phải ta hoa mắt, người này trên người thế nào hôi mông mông, Lý Quân cận thị sao? Võ Lý Quân không gần thị, ngươi xem đến cái kia hôi mông mông gì đó là quay chung quanh ở vu phóng trên người chướng khí, điều này cũng là hắn ra không ra nguyên nhân bệnh, lại thân thể luôn luôn cũng không tốt nguyên nhân. Tống đồng kinh ngạc, nàng theo bản năng hỏi. Chướng khí Thế giới này có quỷ Võ thật kiên định nói. Không có, chính là mang theo một điểm khóa giới, chân chính quỷ vực song song thế giới, nếu ngươi may mắn lời nói, sẽ nhìn đến. Tống Đồng Cám ơn, này may mắn chính ngươi giữ đi. Khi này chứng khí là chuyện gì xảy ra, làm khó lý lão thái thái tìm người tính đúng rồi. Võ Xem như đi, ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút, chỉ cần vu phóng tới gần ngươi, khi chứng khí sẽ bị ngươi hấp thụ điệu, nói như thế nào đâu, hai ngươi bác tự không là hợp mà là hoàn toàn tương phản, cho nên ngươi có thể giải của hắn chướng. Tống Đồng nhìn chăm chú quan sát, cũng không phải là sao, vu phóng trên người kia hôi mông mông chướng khí, có như vậy mắt thường cơ hồ nhìn không tới vài sợi ở chậm rãi hướng trên người nàng bay tới. Ai ai ai, phiêu trên người ta, ta có phải hay không cũng giống như hắn a? À. Võ. Tuy rằng thế giới này có như vậy một chút huyền huyễn nhân tố, nhưng thủ cố định luật vẫn là cần, chướng khí chính là chướng khí. Vô luận ở ai trên người, tác dụng đều là giống nhau." Tống Đồng nháy mắt mấy cái. Dựa vào, nói trắng ra là vẫn là dùng mạng của ta đổi mạng của hắn a, ta đây hiện tại trực tiếp đã chết được, dù sao kết quả đều là giống nhau, làm sao có thể là giống nhau đâu, Bảo Bối a, an tâm một chút chớ táo, rất xinh đẹp nhất tiểu cô nương, đừng động một chút là phát hỏa. Nhiệm vụ của ngươi là cam đoan vô phóng thuận lợi vượt qua 30 tuổi, chỉ cần không đến 30 tuổi nhiệm vụ của ngươi liền tính thất bại. Võ ôn nhu cho nàng thuận mau. Khi cái gì phá cấp thấp quyền hạn cũng đã qua nhất bụng phát hỏa, hiện tại lại chỉnh như vậy vừa ra, làm khó là ngại lần trước tử quá đột nhiên, lúc này đến cái nước ấm nấu ếch. Tống ếch thấy bản thân môn phía dưới nồi đã có chút nóng. Thế nào không nói chuyện. Vô phóng thanh lãnh thanh âm đem tống đồng cảm giác môn nhiệt độ suy nghĩ câu trở về. Ân. Ừ. Nói cái gì? ta muốn là nguyện ý cùng nãi nãi cùng chết, về phần bị kê đơn sao. Tống đồng một câu nói đem vu phóng nghẹn ở. Vu phóng môi mân càng nhanh, hắn ngưng mi trừng mắt nói. Ai hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng nàng tử, ta là hỏi ngươi, nãi nãi vì sao muốn lôi kéo ngươi tự sát. Tống đồng vốn đã bị củi lửa nồi giá nóng tính tràn đầy, nghe vu phóng hỏi như vậy, nàng thuận miệng nói. Ta phải biết rằng sớm chạy. Nói xong trong lòng nàng, lột bột một chút, quả nhiên đối phương đang dùng một loại kinh ngạc ánh mắt đánh giá nàng. Xem ra này ô xíp các đem ngươi lá gan cũng cấp hương lớn, ân. Vu phóng nói xong chậm rãi cuối người tới gần, bỗng nhiên vương một bàn tay nắm chặt của nàng cổ, dùng xong bảy phần lực đạo, biết tống đồng nguyên bản xanh trắng sắc mặt bắt đầu trướng hồng. Tống đồng cố không lên trác dọc lưu thủ, nàng liều mạng đi bắt vu phóng, ý đồ làm cho hắn buông tay đồ ranh con ta nói cho ngươi, từ nay về sau ngươi cho ta thành thành thật thật, đừng cho là ta thật không dám động ngươi. Vu phóng lược hạ ngoan nói trong nháy mắt, tống đồng dãy dụ động tác đình chỉ, nàng liền như vậy trát cánh tay, lấy một cái cầu ôm ôm, tư thế sững sờ ở nơi đó, yên lặng xem vu phóng. Ánh mắt kia vậy mà mang theo điểm nói không rõ nói không rõ quyến luyến, sững sờ là cho vu phóng nhìn ra nhất hậu lưng chíp bông hãng. Hắn nhíu mày nới tay, chợt nghe đối phương thở vào, rung rung hỏi: "Ngươi vừa kêu ta cái gì?" Vô phóng cùng nàng nhìn nhau một lát, cuối cùng vậy mà bại hạ trận đến, xoay người phất tay áo, ném câu: "Bệnh thần kinh." Liền lưu chân đi rồi. Tống Đồng kinh ngạc xem biến mất ở cửa bóng lưng, bỗng nhiên tự dẻo nở nụ cười, nhân gia chưa nói sai, bản thân khả không phải là cái bệnh thần kinh sao, đều quá khứ sự tình, tưởng hắn làm chi? Vừa tự mình trấn an hoàng liền cảm thấy trong đầu một trận thiên toàn địa chuyển, trong bụng cũng bắt đầu run rẩy đứng lên, không được, muốn phun. Tống đồng kém chút đã quên, nàng là khí thang trúng độc A, tỉnh dưỡng. Nàng ở bệnh viện tỉnh dưỡng 3 ngày, đã bị nhân tiếp trở về nhà cũ, thời kỳ vu gia gì một người đều không hề lộ diện, liền ngay cả vu phóng đều ngay cả khẩu khí nhi cũng chưa đến xuyển quá. Tống đồng cảm thấy bản thân không hảo lưu loát, nhưng vu gia nhân lại cảm thấy nàng mệnh cứng rắn đến vốn là có thể không được viện. Ở đâu đều là dưỡng, vu gia nhân cũng chỉ là lấy nàng làm cái bất tài bài trí, không cần nàng kiếm tiền, cũng không cần nàng làm việc, hồi trở về đi, dù sao đi kia cũng đều là nàng một người. Tác giả có chuyện muốn nói. Tân chặn đường đi khởi, tiểu thiên sứ nhóm đến cái cất chứa đề nâng cao tinh thần không y, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.